giết không tha. Chảm. Suýt nữa hỏng mất 10 năm tu luyện của tôi rồi. Diệp Phàm. Đã 10 năm rồi, anh thật sự không cần em nữa sao? Tuyết. Diệp Phàm, phải tịnh tâm, xua tan dục vọng, nếu không, đại đạo khó thành. Sư phụ, Đường Nhược Tuyết cuối cùng vẫn là vợ tôi. Tôi không thể quên cô ấy được. Này, mẹ, mẹ có sao không? Diệp Phàm, anh đang làm gì thế? Đồ khốn nạn, tao là mẹ vợ của mày đấy, không phải, con. Không phải như em thấy. Nghe anh giải thích đã, anh chỉ giúp mẹ thôi. Diệp Phàm, em thật sự rất thất vọng về anh. Vậy cậu cứ xuất sơn đi, hãy cắt đứt mối nhân duyên này. Cung tiễn thần tôn xuất sơn. Tu luyện trên núi 10 năm, nhưng ở nhân gian mới chỉ qua một ngày. Cô nương, ta thấy cô vận khí không tốt, có rất nhiều âm hồn đang dõi theo. E là sắp gặp tai họa lớn. Anh nói cái gì thế? Nói ngắn gọn là, tiểu thư, hôm nay cô có điểm xấu lớn lắm đấy. Đồ lưu manh, anh biết tôi là ai không? Còn dám nói sằng bậy, tôi chỉ nói sự thật thôi. Hôm nay cô không nên ra đường, nhất định sẽ gặp tai họa lớn. Nói bậy, mau cút khỏi đây ngay bây giờ. Nếu anh còn bám theo tôi nữa, tôi sẽ gọi vệ sĩ Tần cho anh một trận đấy. Vương thiếu, mục tiêu đã xuất hiện, hành động, phải giết chết Tống Hồng Nhan, tập đoàn Ngũ Hổ sẽ hỗn loạn, đã rõ. Thôi không tính toán với cô, xem như làm việc thiện vậy. Trời má, mình có hoa mắt không thế này. Vợ à, anh đã nhìn thấy một siêu anh hùng. Tiểu thư, tôi đã nói cô gặp tai họa mà, có lừa cô không? Anh có sao không? Này, tiểu thư, xin cô tự trọng, tôi đã có gia đình rồi. Anh đã cứu mạng tôi, chính là ân nhân của tôi. Sau này có việc gì cần giúp, cứ liên hệ với tôi. Xin lỗi vì lúc nãy đã tát ân nhân, thật xin lỗi. Ây, Tống tiểu thư, tôi không giận cô đâu. Đây là thẻ VIP của tập đoàn Ngũ Hổ, có thể điều động hàng tỷ tiền mặt và tất cả nhân lực của tập đoàn. Ân nhân xin hãy nhận một chút lòng thành này. Không được, quá quý giá rồi. Lẽ nào trong mắt ân nhân, cái thẻ VIP này còn quý giá hơn mạng sống của Hồng Nhan sao? Được rồi, vậy tôi nhận nhé. Đến lúc cắt đứt xong duyên nợ, quay trở về núi, cái thẻ VIP này cũng thành vô dụng thôi. Tống Hồng Nhan của tập đoàn Ngũ Hổ thật dịu dàng, xinh đẹp phải không, Nhược Tuyết? Nhược Tuyết, Diệp Phàm, anh hay cả ngày không về nhà, em còn tưởng anh gặp chuyện gì rồi, thì ra là anh ở đây, nghĩ đến mỹ nữ à? Sao anh nhìn em ghê thế? Không có gì, đi thôi, trở về nhà với em ngay, được. Mẹ. Đồ khốn kiếp, mày vẫn còn mặt mũi để quay về. Mẹ, trời cũng đã muộn rồi, đừng ồn ào nữa, con đã bảo Diệp Phàm xin lỗi mẹ. Mẹ hãy bỏ qua chuyện này đi. Phải rồi, Diệp Phàm, mau xin lỗi mẹ con đi. Tao không cần hắn xin lỗi. Bảo hắn cút ngay cho tao. Mẹ, con muốn ly hôn với Nhược Tuyết. Anh nói cái gì? Anh muốn ly hôn với em à? Lúc mới bước chân vào đường ra, con cũng đã mang lại niềm vui cho mọi người. Bây giờ con đã hết giá trị lợi dụng, ở lại chỉ làm phiền mẹ thôi. Được thôi, nếu muốn ly hôn cũng được. Tuy nhiên những năm qua, mày chỉ ăn bám ở đường ra chúng tao. Muốn ly hôn à? Trả hết món nợ này trước đã. Trả thế nào? Tứ Hải Thương Hội còn nợ phòng khám của tao 200 vạn. Nếu mày có đủ bản lĩnh, vậy thì ngày mai, mày đi đòi lại số tiền đó cho tao. Nếu đòi lại được, tao sẽ chấp nhận để Nhược Tuyết ly hôn với mày ngay. Nếu không đòi lại được, cho dù phải bán máu, bán thân, bán thận, làm chó săn tiền thưởng, mày cũng phải trả nợ cho tao. Mày cũng phải trả nợ cho tao. Mẹ, im miệng. Có vấn đề gì không? Được. Diệp Phàm, anh đi đâu đấy? Tứ Hải Thương Hội. Đừng nghe mẹ em nói, Tứ Hải Thương Hội không phải là nơi tốt lành. Bọn chúng có thế lực ngầm ủng hộ. Anh đến đó khác gì trứng chọi đá chứ? Khỏi khuyên anh đi, có nợ phải trả, đó là đạo lý. Anh muốn xem thử Tứ Hải Thương Hội ghê gớm như thế nào. Không được. Diệp Phàm, lên xe đi, về nhà với em. Em đi làm đi, sắp trễ giờ rồi. Chúng ta không cùng đường. Muốn làm gì thì làm, không đi thì thôi, đi. Cho anh này. Nhược Tuyết, có lẽ sau khi giải quyết xong số tiền nợ này,
chúng ta sẽ kết thúc, hãy quên anh đi. Sau khi ly hôn, em còn đưa đồ ăn sáng cho anh nữa không? Thằng nhóc, làm gì đấy? Tôi là người của phòng khám Xuân Phong. Tôi tên Diệp Phàm, tới đây lấy nợ của cô Bạch. Diệp Phàm, cậu chính là thằng con rể của Đường Gia à? Đúng thế, tốt lắm. Cậu là người đầu tiên dám tới Tứ Hải Thương Hội đòi nợ tôi đấy. Ý cô là gì? Ý là gì nhỉ? Thằng nhóc, mày sắp gặp rắc rối lớn. Thằng nhóc hôm nay dám tới tận đây để đòi nợ. Nếu những người khác thấy cậu bình an vô sự rời khỏi đây, vậy sau này tôi còn mặt mũi nào mà đứng trên giang hồ nữa chứ? Cho nên, hôm nay cậu không thể lành lặn rời khỏi đây. Tuy nhiên, tôi cũng là người rất công bằng, không phản kháng, chỉ đánh gãy hai chân của cậu. Nếu phản kháng thì đánh gãy thêm hai tay nữa. Không có ý kiến gì chứ, Bạch tiểu thư, cô đi quá xa rồi. Trên đời này, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu mà, làm éo gì có chuyện đúng sai ở đây hả? Sát, vâng. Làm sao đứa con rể vô dụng nhà họ Đường lại có thể có võ công thế này chứ? Cậu, tôi là người phụ trách Tứ Hải Thương Hội. Nếu cậu dám giết tôi, anh em Tứ Hải sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu, Bạch tiểu thư, bớt nói những lời vớ vẩn đi. Gọi tất cả đám mạnh nhất, tài giỏi nhất của Tứ Hải ra đây, để xem Tứ Hải Thương Hội các ngươi rốt cuộc có cái thá gì mà lộng hành. Hãy để tao mở mang tầm mắt. Thằng nhóc con, chờ đó. Lão sư không cho phép ta đánh người, nhưng bọn họ là người xấu mà, có thể hí hí. Giết. 500 anh giết thằng nhóc này cho tôi. Sát. Sao lại thế này? Tiếp tục đi. Giết chết hắn đi. Cái gì, hắn có phải là con người không? Ngừng sổ vớ vẩn, tiếp tục đi. Chết hết rồi. Thực sự đã chết hết. 500 anh em Tứ Hải. Toàn bộ lực lượng của Tứ Hải mà chỉ có 500 tên à? Chỉ là một lũ phế vật. Tao rất thất vọng đấy. Đại ca, tôi sai rồi. Tôi sẽ không bao giờ dám xúc phạm anh nữa. Xin anh tha mạng. 200 triệu. Không, tôi sẽ đưa cho anh 1 tỷ, xem như là quà khuyến mãi. Anh Diệp, trên bàn là tấm séc 1 tỷ và hợp đồng hợp tác giữa Tứ Hải Thương Hội và phòng khám Xuân Phong trong 3 năm tới. Rất mong anh nhận lấy. Được rồi, cô đã nói tới mức này rồi. Vậy tôi sẽ nhận. Tôi cũng sẽ nói thật với cô một chuyện. Bảo đao quan công kia là vật xấu, sẽ ảnh hưởng đến cô. Tốt nhất nên vứt đi. Được, đa tạ anh Diệp đã nhắc nhở. Tôi sẽ vứt nó đi sau. Cái này có thể cứu mạng cô đấy. Tên này võ công giỏi thế, mà lại mê tín dị đoan à? Dọn dẹp hết đi, tôi phải đi phòng khám. Vâng. Cô Bạch. Cô có sao không? Không thể nào. Đi. Á. Cô có cần đi bệnh viện không cô Bạch? Thật sự như lời hắn ta nói. Lá bùa. Nợ đã đòi lại được rồi. Bây giờ tôi có thể ly hôn với Đường Nhược Tuyết rồi chứ? Đã kiểm tra rồi. Là thật đấy. Nhược Tuyết, ngày mai mang sổ hộ khẩu, đi ly hôn với thằng phế vật này. Ly hôn cái gì? Em chưa nói là đã đồng ý ly hôn với anh, đó là lời mẹ nói. Em chưa đồng ý mà. Em muốn làm gì? Hội Vân Đỉnh đã im ắng mấy năm gần đây. Đột nhiên thông báo sẽ tổ chức tiệc Vân Đỉnh sau tháng riêng và chọn ra thành viên thứ 6 của Vân Đỉnh.
Anh không phải muốn ly hôn sao? Được, nếu anh giúp Đường Gia trở thành thành viên của Hội Vân Đỉnh, em sẽ đồng ý. Hội Vân Đỉnh? Là cái gì thế? Hội Vân Đỉnh là giới thượng lưu cao nhất Trung Hải, có 6 thành viên cố định. 6 người này đều là những nhân vật đứng trên đỉnh Trung Hải. Họ lần lượt là Nhất Môn, Nhị Hổ và Tam Tài Thần. Để gia nhập Hội Vân Đỉnh, phải được 6 thành viên đồng ý. Nhất Môn, Nhị Hổ, Tam Tài là gì? Nhất Môn là Dương Môn, Nhất Môn Cửu Trạng Nguyên, hai cha con đứng đầu 3 thành phố, đó là xuất thân của Dương gia, vang danh Nhị Hổ của Trung Hải. Một người là Hoàng Phi Hổ, chủ tịch Ngũ Minh Hội, tổng giáo chủ Bát Thanh Kinh. Người còn lại là chủ tịch Tứ Hải Thương Hội, cha của Bạch Như Cầm, chủ tịch tập đoàn Tứ Hải. Hoàng đế ngầm duy trì trật tự đen tối, Bạch Dương Hổ rất nham hiểm. Ra là hắn à? Vậy Tam Thái Tài là ai? Ba vị Thái Tài Thần lần lượt là đại gia cổ vật Hàn Nam Hoa, ông trùm tiền tệ Quang Kiều Sở, và một người là Tống Hồng Nhan mà anh đã nhung nhớ. Tài sản của ba người đều vượt qua ngàn tỷ, cho nên được gọi là Tam Tài Thần. Đã đủ 6 người rồi mà. Một trong 3 tài thần, Quang Kiều Sở và gia tộc Hoàng, do một số nguyên nhân đặc biệt, đã bị 5 người còn lại liên thủ đuổi khỏi hội. Vì vậy Vân Đỉnh Hội mới tiếp nhận thành viên mới. Nếu anh giỏi giang như vậy, hãy giúp Đường Gia gia nhập Vân Đỉnh Hội, trở thành một thành viên. Nếu thành công, em sẽ đồng ý ly hôn với anh. Nếu thất bại, vậy thì chính em là người sẽ đệ đơn ly hôn. Được, tôi hiểu rồi. Tôi chắc chắn sẽ để Đường Gia gia nhập Vân Đỉnh Hội. Tự cao tự đại. Mẹ, con đi trước đây. Này, em đi đâu đấy? Không liên quan đến anh. Nhược Tuyết, Hoan Hoan, tối nay chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ Ánh Dương. Đúng rồi, gần đây em mệt quá, giúp em tìm vài chàng trai đẹp trai vào, để tối nay thư giãn tử tế. Nhược Tuyết, nơi đó không tốt đâu. Đã ly hôn rồi không liên quan gì tới anh. Anh sẽ đi cùng em. Nhược Tuyết, em tới rồi à? Làm sao em lại mang cái đồ xui xẻo đó theo? Đúng đúng, hắn ta chỉ là công cụ. Nếu đã dùng xong, hãy vứt bỏ hắn. Thôi đừng nói nữa. Trương Tiểu Cương, Trương Thiếu đâu? Anh ta lúc nào tới? Nhược Tuyết cứ yên tâm, tôi biết hoàn cảnh Đường Gia gần đây khó khăn về tài chính. Chính tôi giới thiệu, Trương Thiếu đã đồng ý cho cô vay tiền. Hôm nay chúng ta phải vui vẻ nhé. Đúng rồi, phải vui vẻ. Nhược Tuyết, em cần tiền à? Không, em sẽ không nói với anh. 50 triệu, ngay cả khi em nói với anh cũng chẳng giúp gì được. Để anh gọi điện người quen cho em vay. Đừng bao giờ vay tiền Trương Tiểu Cương. Trước đây có người nợ anh ta 2 vạn, anh ta đòi 80 vạn, còn cắt cả 2 bàn tay người ta nữa. Đừng có nói bậy. Tôi và Hoan Hoan, cả hai chúng tôi đều từng vay tiền anh ta. Hơn nữa tôi và Nhược Tuyết là bạn thân mà. Sao có thể lừa cô ấy chứ? Nhược Tuyết hãy tin anh lần này. Để anh gọi điện trước đã. Nhìn tên phế vật xem, thấy Nhược Tuyết cần nhiều tiền, sợ chạy mất dép rồi. Một người đàn ông sao có thể nhát gan đến thế? Cũng không trách anh ấy được, anh ấy chỉ là quan tâm tôi thôi. Nhược Tuyết, đàn ông không có giá trị như thế, đừng lãng phí thời gian với họ nữa. Đàn ông tốt ai chẳng biết làm ăn, trong xã hội này rất cần năng lực, hắn còn không bằng chó. Trương Thiếu. Cô chính là cô gái xinh đẹp muốn vay tiền của tôi à? Dáng người không tồi. Trương Thiếu, để em mời anh một chén. Anh xem, 50 triệu này. Quy tắc của tôi rất đơn giản. Tôi có thể cho mượn tiền, nhưng trong 3 tháng này, cô sẽ phải làm hầu gái riêng cho tôi. Trên giường, dưới giường, gọi đâu đến đấy. Trên giường, dưới giường, gọi đâu đến đấy. Xin lỗi, tôi không cần vay tiền của anh nữa. Không vay. Giỡn mặt à? Trên đời này chưa có ai giỡn mặt với tôi như vậy cả. Cô sẽ không thoát khỏi bàn tay tôi đâu. Nhược Tuyết, cứ vay đi. Chỉ là chuyện nam nữ bình thường thôi mà. Phải, phải. Trương Thiếu rất có kỹ năng đấy. Có thể sẽ đưa cô lên tận 9 tầng mây đấy. Các ngươi. Được rồi. Xin lỗi, tôi còn có việc. Phải đi trước đây. Đứng lại. Cô đã làm phí thời gian của tôi mà không hề đáp ứng. Nói không vay là không vay. Cô còn đang giả vờ diễn trò nữa à? Hay là cô thích tôi, thích kiểu bạo lực? Khốn nạn, Trương Thiếu, không sao chứ? Con khốn, Nhược Tuyết cô bị điên rồi à? Mau xin lỗi Trương Thiếu đi. Tên rác rưởi đó không xứng bị đánh à? Trong mắt các ngươi,
luật pháp đâu mất rồi, đã nghe chưa, con khốn này còn dám nói luật pháp trước mặt tao. Nói cho mày biết, tao là luật pháp, ai dám chống đối sẽ phải chết. Hừ, dù hôm nay tao hãm hiếp mày đến chết, cũng chả ai dám mang xác mày đi đâu, đừng động đến cô ấy. Nếu không, mày sẽ hối tiếc. Mày là cái thá gì, tao động đến con khốn này thì sao? Tao đã bảo đừng động đến cô ấy mà, mày biết à? Tao đã bảo đừng động đến cô ấy mà, mày biết à? Thằng chó khốn nạn, mau xin lỗi đàng hoàng, nếu không mày sẽ không giữ nổi cái chân này đâu. Xin lỗi cái mợ mày, mày dám đánh tao, tao sẽ giết cả lò nhà mày. Cái thằng không biết nghe lời. Đồ chó, buông Trương Thiếu ra, ai dám động đậy, tao sẽ đạp nát chân còn lại của hắn. Mày gan thật đấy, mày nghĩ có thể ra khỏi đây sao? Đây là câu lạc bộ Ánh Dương, là địa bàn của Tứ Hải Thương Hội. Chị Lam sẽ không tha cho mày. Tứ Hải Thương Hội, chị Lam, gọi đến đây nhanh lên. Chờ tao đấy, không ai trong số các ngươi có thể rời đi. Diệp Phàm, buông Trương Thiếu ra, muốn liên lụy tất cả chúng tôi à? Anh muốn chết, tôi không muốn chết, huống hồ Trương Thiếu còn bị thương. Sẽ liên lụy Nhược Tuyết, mấy người còn nhắc tới cô ấy. Nếu không có tôi ở đây hôm nay, mấy người biết cô ấy sẽ ra nông nỗi gì không? Nói bậy. Diệp Phàm, mau xin lỗi Trương Thiếu đi, nếu không, hậu quả tối nay anh phải chịu một mình đấy. Việc tôi Diệp Phàm làm, khi nào đến lượt cô chỉ trò vậy? Nhược Tuyết, khuyên anh ấy đi, kẻo bị liên lụy đến cô đó. Diệp Phàm, Nhược Tuyết sẽ không sao đâu, Đường Gia cũng sẽ không sao. Nếu mày không xin lỗi cô ấy, người có chuyện sẽ là mày thôi. Tôi muốn xem ai dám làm loạn ở đây, dám gây sự trên địa bàn của tôi. Chị Lam, cứu em. Tôi muốn xem ai dám làm loạn ở đây, dám gây sự trên địa bàn của tôi. Chị Lam, cứu em. Chị Lam, chính là thằng nhóc này, to gan, xúc phạm danh dự của chị và Tứ Hải Thương Hội. Mau giết hắn đi, cô là người của Tứ Hải Thương Hội à? Không sai, tôi là người phụ trách nơi này. Thưa bạn trẻ, ở đây không được phép đánh nhau. Vì vậy, cậu đã phạm sai lầm rồi đấy. Cô còn chưa hỏi ai đúng ai sai cơ mà. Tất nhiên là cậu sai, chưa điều tra gì đã bảo tôi sai. Đấy là cách làm của Tứ Hải Thương Hội các người đấy hả? Ở đây, tôi bảo cậu sai, là cậu sai. Được rồi, sau khi nghe những gì cô nói, tôi chợt thấy. Cô, người phụ trách nơi này, ngày mai không cần phải đi làm nữa. Hắn ta điên rồi, còn dám nói thế với chị Lam. Nếu cậu có tài thì đuổi tôi ra khỏi đây đi, cho cô một phút để hiểu rõ tình hình hiện tại. Hãy xem xét lại vị trí của cô. Còn muốn diễn kịch à? Tự quỳ xuống, dập đầu xin lỗi đi. Còn 50 giây, thằng nhóc. Cái tôi cao đấy, ngoan ngoãn quỳ xuống đi, đừng có đùa với tử thần. Còn 40 giây. Xin chào, tôi là Bạch Như Cầm. Xin chào, tôi là Bạch Như Cầm. Sao thế? Không sủa nữa à? Tôi có mắt như mù, xin hãy tha lỗi cho tôi, xin anh tha cho tôi. Chị Lam, sao chị lại quỳ? Hắn chỉ là thằng rể nhà họ Đường thôi mà. Mau đứng lên và giết hắn đi. Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh, cuối cùng cũng gặp được anh rồi. Tôi đã phải chịu đựng rất khổ sở. Tìm phòng riêng khám cho tôi đi. Không thể đi được. Không thể đi được, ai dám cản anh chứ? Hắn. Tên Trương Tiểu Cương kia. Đánh người. Xúc phạm vợ tôi. Còn nói Tứ Hải Thương Hội là chỗ dựa của hắn, muốn tìm người đối phó tôi, cô thấy tôi còn đi được không? Mày nói Tứ Hải Thương Hội là chỗ dựa của mày à? Bạch tiểu thư, tôi là Trương Tiểu Cương, cha tôi là... Anh Diệp là khách quý của tôi, mày thật to gan, dám mạo danh Tứ Hải Thương Hội để làm khó anh Diệp. Hiểu lầm, đã xúc phạm vợ anh Diệp trước mặt nhiều người như thế này. Mày còn nói là hiểu lầm à? Vậy thì tôi sẽ để nhà họ Trương, trời má. Tất cả mọi người tham gia chuyện này hôm nay, hãy cắt bỏ bàn tay phải các ngươi giao ra cho Tứ Hải Thương Hội của chúng ta. Hãy cắt bỏ bàn tay phải các ngươi giao ra cho Tứ Hải Thương Hội của chúng ta. Bạch tiểu thư, bố tôi là Trương Đại Cường, xin hãy nể mặt bố tôi mà tha cho tôi lần này. Cha ngươi, lúc này còn nhắc đến ông ấy. Muốn để cha ngươi cùng chết với ngươi à? Thật ra tôi cũng có thể nể mặt ông ấy, nhưng ông ấy dám nhận không? Tôi cũng có thể tha cho tất cả mọi người ở đây. Các ngươi dám nhận không? Ôi không, không, không.
Anh Diệp khoan dung và hào phóng. Nhưng Bạch Như Cầm tôi là người có thủ tất báo. Nếu không, thể diện của Tứ Hải Thương Hội sẽ ra sao? Dám làm điều ngu ngốc trước mặt tôi thêm lần nữa, chắc chắn sẽ không còn mạng đâu. Tôi đợi cô bên ngoài. Nhược Tuyết, xin hãy giúp chúng tôi. Diệp Phàm, nếu giờ anh không trừng phạt họ thật nặng, họ vẫn sẽ hại em đấy. Diệp Phàm, anh cuối cùng. Anh Diệp, cô Đường, tôi còn chuyện riêng muốn nói với anh Diệp. Mượn chồng cô vài giờ được không? Được. Diệp Phàm, mau về sớm nhé. Bạch Tiểu Thư, sao cô lại? Diệp Tiên Sinh, xin anh hãy cứu tôi. Âu khí đã phát tán, trước đó cô không nghe lời tôi nói. Tôi có làm, tôi đã đập nát thanh đao đó rồi. Tôi còn dùng cả bùa hộ thân anh đưa nữa mà. Nhưng rắc rối vẫn tiếp diễn, bùa đã hỏng, bị vấy bẩn, hiệu lực giảm sút. Tôi phải làm sao đây? Trên người cô có một đường chỉ máu. Chỉ máu? Không có đâu, đường chỉ máu này, mắt thường không nhìn thấy được. Á, cái gì thế này? Đao quỷ hóa hình, chỉ máu là chỉ tử. Nếu chỉ đỏ chạm tới đan điền, đao quỷ sẽ phá tan, bụng của cô sẽ nổ tung, phá hủy tất cả. Anh Diệp cứu tôi với, tôi nguyện lấy thân báo đáp. Xin anh cứu tôi nguyện lấy thân báo đáp. Hôm nay tôi đã đến đây, không thể đứng nhìn cô chết mà không cứu được. Có thể sẽ hơi nóng, cô chịu đựng nhé. Binh vực giữ tất trận. Diệp Thượng Thượng Khuynh Thành. Phá. Tôi nóng quá. Tôi nóng. Cô thấy thế nào rồi? Tôi cảm thấy rất căng thẳng. Quá đủ rồi. Chịu đựng nó. Đừng lo lắng. Đừng nín thở. Nếu không hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều đấy. Anh Diệp, cứu tôi với. Ừm, đao quỷ đã bị tiêu diệt, sau này đừng mời những kẻ hung tàn đó nữa. Anh Diệp, thật sự là thần tiên giáng trần. Nếu không có việc gì khác thì tôi sẽ rời đi trước. Trời đã muộn thế này rồi. Sao anh không nghỉ lại khách sạn luôn cho tiện? Sao anh không nghỉ lại khách sạn luôn cho tiện? Bạch Tiểu Thư, xin lỗi, tôi đã có vợ rồi. Cũng đúng, vợ của anh Diệp, xinh đẹp như hoa. Tất nhiên anh sẽ không thèm đoái hoài tới dáng vẻ bình thường của tôi. Vậy thì, đây là tấm séc 1 tỷ, xin anh nhận lấy, từ nay về sau, anh Diệp sẽ là khách quý nhất của Tứ Hải Thương Hội chúng tôi. Diệp Phàm, anh còn biết quay về à? Ờ. Có tí chuyện nên về muộn. Anh với cô Tứ Hải Thương Hội thì có chuyện gì chứ? Em hỏi anh, sao tối nay cô Bạch lại che chở cho anh, và còn rất kính trọng anh nữa, chẳng lẽ cũng liên quan tới Tống Hồng Nhan đúng không? Không liên quan gì đến cô ấy cả, sinh tử của cô ta nằm trong tay anh. Không đúng. Bạch Như Cầm không phải tay vừa. Anh còn bảo là nắm sinh mệnh của cô ấy. Anh chỉ là một kẻ hèn nhát ở đường ra mà thôi. Đúng rồi, còn thử thách hôm qua nữa. Chẳng lẽ cũng liên quan đến Tống Hồng Nhan? Không đúng, đòi nợ là do chính tay anh đòi. Sao anh không chịu nói thật? Nếu suốt ngày anh chỉ dựa vào ân huệ của những người đó, anh có biết sẽ có kết cục rất thê thảm không? Em quản anh hơi nhiều rồi đấy nhỉ? Đừng nói như thế, em chỉ hỏi bây giờ em có phải là vợ anh không? Em nói mà anh còn không nghe à? Được rồi, anh nghe đây, vậy sau này anh đừng đi lung tung nữa. Tìm công việc làm chính đáng đi, tránh bị người nhà coi thường, không cần em lo. Diệp Phàm, em xin anh đấy. Phải có chút hoài bão chứ, được rồi. Ngày mai anh sẽ đi phụ mẹ bán trà đá. Mẹ ơi, sao các con lại đến đây? Mẹ không cần phải vất vả như thế, chuyện tiền bạc để con lo. Diệp Phàm nói đúng đấy mẹ à, để con phụ mẹ bán trà, mẹ ngồi nghỉ đi. Hắc Cẩu Ca đến kìa. Hắc Cẩu Ca đến kìa. Bà già khốn khiếp. Hôm nay bán trà không tồi nhỉ. Tiền bảo kê. 1.000 đồng, mau. Đừng làm nhảm làm tao khó chịu. Nếu không đưa, tao sẽ đập nát cái quán này. Cái lời gì thốn. Dì Hai à, đây không phải là dì Hai sao? Dì cũng bán hàng ở đây à? Còn không mau đưa tiền cho đại ca. Anh Hắc Cẩu là lãnh đạo của Tứ Hải Thương Hội đấy. Còn không chịu đưa tiền. Diệp Hạo, em quá đáng quá rồi đấy. Ôi anh họ, anh đã trở lại thật rồi.
Đường gia đã cho anh rất nhiều tiền phải không? Chúng ta là họ hàng. Để tôi ra quyết định thay cho anh cậu. Anh họ. 20 vạn. Cậu ca. Dì sẽ cho tôi chút thể diện. Chúng ta chỉ lấy của hắn 5.000 thôi. Ha ha ha. Cũng được. Cũng hiểu chuyện đấy. 5.000. Cậu ca tôi đi lấy tiền ngay. Mẹ ơi. 5.000 đây. Để tôi đưa. Dô. Giỏi thật đấy, còn có tấm séc nữa à? Giàu thật, người có tiền. Làm tốt lắm, anh trai của mày rất tốt. Cậu ca, chuyện gì vậy? Cậu ca, để em xem thử. Cậu ca phải không? 5.000 phí bảo kê là quá ít rồi. Tôi sẽ cho anh 10 triệu. Coi như là tấm lòng của tôi. Đệt mợ, thằng nhóc này làm con rể Đường ra sung sướng thật đấy. Tao muốn được chạm chị dâu kia một lần. Cuộc đời anh thật là hoàn hảo. Cẩu ca, hay là anh cứ nhận tiền trước đi. Anh là ai? Anh ta tên Diệp Phàm, là con nuôi của dì hai tôi. Anh trai. Không, anh gì, em xin lỗi. Xin anh cho em một cơ hội nữa. Cẩu ca, sao anh lại đi thu tiền bảo kê thế này? Không, không thu nữa. Không thu nữa, thu đi. Không thu, không thu. Anh Diệp, lần sau chúng tôi sẽ không thu tiền bảo kê nữa. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, có mắt mà không thấy Thái Sơn. Anh Cẩu, anh xin lỗi cái thằng phế vật đó làm gì? Câm mồm. Dám nói với anh Phàm như thế, mau quỳ xuống cho tao. Cẩu ca, hắn chỉ là thằng phế vật. May mắn làm con rể Đường ra thôi. Hắn chỉ là con nuôi của dì tôi. Anh lầm to rồi, anh ấy đã sống cùng tôi hơn 10 năm trời. Có phải là thằng phế vật hay không tôi biết rõ nhất. Phế vật. Thư chết tiệt. Diệp Phàm, mau nói rõ cho cậu ca đi. Mày chỉ là thằng con rể phế vật của Đường gia, không phải là anh Phàm. Sự thật phơi bày ra, mày và dì sẽ xong đời đấy. Dì hai, dì mau ra làm chứng cho tôi đi. Diệp Phàm không phải là tai to mặt lớn gì cả. Nói nhanh đi, thằng ngốc. Mợ mày muốn giết chết tao à? Cậu ca, em biết lỗi rồi. Em không nói nữa, không nói nữa. Quỳ xuống cho tao. Cho tôi cơ hội, tôi không dám nữa. Cho mày cơ hội. Mày có cho bọn họ cơ hội nào không? Mọi người đều cực khổ làm ăn sinh sống. Mày thì đi bòn rút tiền, mày có để họ sống không? Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi sẽ không như thế này nữa. Trả lại tiền cho mọi người đi. Còn phải đền bù thiệt hại nữa. Từ giờ trở đi, mày phụ trách an ninh mọi thứ ở đây. Mau dẫn bọn họ cút khỏi đây cho tao. Được, tôi sẽ đi ngay. Hoan hô Diệp Phàm, vị cứu tinh vĩ đại. Nhìn anh làm gì, anh có cướp chim trên mặt à? Diệp Phàm, em cảm thấy hình như anh đã thay đổi. Vì tất cả chúng ta đều đã không còn như xưa. Mẹ ơi, đến giờ ăn rồi kìa, chúng ta đi ăn cùng nhau đi mẹ. Không, mẹ chỉ là bà lão quê mùa, không làm phiền các con đâu. Được rồi mẹ à, lần sau chúng con lại đến thăm mẹ. Rượu VIP đã tới, chúng tôi đâu có gọi rượu. Do quý khách bên kia gửi đến tặng cô ấy ạ. Tôi không quen anh ta, cô mang rượu đi đi. Tiểu thư có thái độ gì thế? Lâm công tử đẹp trai và nhiều tiền, để mắt tới cô là vinh dự lớn của cô đấy. Cô còn không biết tốt xấu. Tôi nói lại lần nữa, đem rượu này đi. Cô đang làm phiền chúng tôi trong lúc dùng bữa đấy. Tưởng rằng anh ấy đã thay đổi chứ? Nhầm lẫn rồi. Tôi làm vậy cũng là vì lợi ích của cô thôi. Lâm công tử đẹp trai, tốt hơn người đàn ông bên cạnh cô 100 lần. Bỏ lỡ, cô sẽ hối hận lắm đấy. Cút. Lâm thiếu gia thật ghê gớm, giành phụ nữ trước mặt mọi người. Hôm trước người phụ nữ được Lâm thiếu gia để mắt tới, người đàn ông bên cạnh dám chửi Lâm thiếu và kết quả bị đánh gãy chân mà còn phải đền bù ngược lại 20 triệu. Hôm nay lại có dịp xem tiếp đây mà. Mỹ nữ, tôi tên Lâm Bá Thuận, đã có duyên gặp gỡ ở đây, em có thể cho tôi cơ hội không? Diệp Phàm, chúng ta sang quán khác đi. Lâm thiếu đã chủ động thế kia mà, cô phải nhiệt tình một chút chứ, cô phải nói chuyện dịu dàng với phụ nữ chứ. Tiểu tử, mỹ nhân bên cạnh mày, bố mày thích rồi đấy, tao cảnh báo mày. Ăn xong thì cút ngay cho tao. Mỹ nữ đẹp thế này, mày giữ không nổi đâu. Mày có nghe tao nói không thế? Thằng nhóc, mày quả là may mắn, khiến Lâm công tử tôi ghen tị lắm đấy. Mày có biết hậu quả của việc tát tao là gì không? Thằng nhóc này còn đe dọa tao kìa. Để tao xem. Chuyện gì sẽ xảy ra? Diệp Phàm,
Mày dám đánh tao à? Mày biết tao là ai không? Đất ở Trung Hải này, 1/3 là của tao đấy, thằng khốn, mày chết chắc rồi. Cho mày một cơ hội. Bây giờ quỳ xuống và xin lỗi vợ tao ngay. Nếu không, hậu quả tự chịu. Mày là cái thá gì? Mày có tư cách gì mà đe dọa Lâm Thiếu? Lâm Thiếu là thiếu gia của tập đoàn Tứ Hải. Đụng đến Lâm Thiếu đều phải chết. Một tên quê mùa cũng xứng sao? Giết hắn cho ta. Giết hắn cho ta. Anh định làm gì? Đừng có lộn xộn. Tôi đã gọi cảnh sát. Cảnh sát. Cảnh sát đều là người nhà của Lâm Thiếu cả mà. Nhược Tuyết. Để anh giải quyết. Thằng nhóc. Mày không thoát được đâu, quỳ xuống xin lỗi tao ngay, rồi tự chặt thêm một bàn tay nữa, dâng vợ mày lên giường tao, tao sẽ xem xét tha mạng cho mày. Nói như thế, mày đã từ bỏ cơ hội mà lúc nãy tao đã cho mày. Mày còn chưa đủ tư cách, cái này đủ chưa? Cái thứ gì đây? Lâm Thiếu là thẻ ngân hàng, chắc hắn muốn hối lộ, tao thiếu tiền à? Tao muốn một bàn tay của hắn và người phụ nữ của hắn. Chết rồi, hôm nay gặp rắc rối lớn rồi, sao thế? Lâm Thiếu không nhận ra à? Không tin thì cứ gọi điện thoại mà hỏi. Người quản lý, hôm nay tôi nhận được thẻ VIP của Ngũ Hổ. Xin hỏi danh tính của chủ thẻ này là ai? Danh tính của người đó cậu không đủ tư cách biết. Chỉ cần biết rằng anh ta là khách quý của Tứ Hải Thương Hội. Quý như thế nào, đủ để lấy mạng của cậu. Anh Diệp, tôi biết lỗi rồi, mắt mù không thấy núi Thái Sơn, xin anh tha mạng, mày không phải muốn chặt tay tao, còn bắt tao dâng vợ đến tận giường à? Sao thế, bây giờ mày khác gì một con chó mất nhà không? Anh Diệp, tôi thực sự biết lỗi rồi, là do tôi ngu ngốc, bóc heo, xin anh tha mạng, và xin anh tha mạng. Vậy rốt cuộc anh Diệp có thân phận gì? Thẻ này, nguồn gốc của thẻ này. Tôi, vừa rồi tôi không biết anh Diệp nên đã lỡ lời. Chị dâu, tôi biết lỗi rồi, xin chị tha thứ, tôi sẽ làm con chó cho chị sai khiến. Diệp Phàm, nhìn xem, hắn ta đã xin lỗi rồi, chúng ta nên. Diệp Phàm, nếu lời xin lỗi thật sự có ích thì cần gì cảnh sát nữa. Diệp Phàm, anh quá đáng rồi đấy, hắn ta chỉ tán tỉnh thôi mà, cần gì phải thế chứ. Nhược Tuyết, em quá đơn giản, nếu anh không mạnh mẽ, hôm nay anh sẽ bị dẫm đạp như một con chó, em cũng khó thoát khỏi hắn ta. Anh làm thế là để cho hắn cả đời không dám xem thường phụ nữ nữa, tránh hậu họa về sau. Anh thật sự vô lý. Nhược Tuyết, anh làm thế là để bảo vệ em. Cái thẻ kia là của Tống Hồng Nhan phải không? Em đã có nói với anh rồi mà, sau này hãy tránh xa cô ta. Em lo lắng cho anh à? Em không có. Em chỉ sợ anh làm liên lụy đến đường ra. Vậy thì em ly hôn với anh đi, sau này sẽ không liên quan gì nữa. Em không. Sự bất công mà em đã chịu bao năm qua, anh chưa bù đắp, anh nợ đường ra cũng chưa trả. Nhược Tuyết, em có phải vẫn còn yêu anh không? Đừng nói nhảm, có người bị ngất xỉu. Này! Ông nội ơi, ông nội tôi bị ngất rồi, ngã tư thành Tây, mau tới đây cứu ông nội tôi với. Ai có thể cứu ông nội tôi sẽ trả 100 triệu. Ông ấy đã nôn ra máu rồi, chắc không qua khỏi đâu. Ai dám cứu ông ấy chứ, nếu có gì bất chắc, sẽ rước họa vào thân ấy. Diệp Phàm, anh đi đâu thế? Anh không phải muốn lấy 100 triệu đó chứ? Anh đi đâu thế? Anh không phải muốn lấy 100 triệu đó chứ? Không, anh đi cứu người. Anh biết y thuật à? Đừng gây rắc rối. Quá muộn để giải thích, ông già tình trạng không tốt lắm. Để tôi xem. Anh là bác sĩ à? Mau cứu ông nội tôi với, chữa khỏi bệnh. Tôi sẽ báo đáp 100 triệu. Độc tố lan rộng, nội tạng suy yếu. Này, không phải đây là thằng rể vô dụng của Đường gia à? Chính hắn. Tên vô dụng này nổi tiếng khắp Trung Hải cơ mà. Anh không phải là bác sĩ. Nếu hắn là bác sĩ thì đâu có phải con rể vô dụng chứ. Chỉ là một thằng ăn bám, giấy phép còn không có. Mà cô còn trông chờ hắn cứu ông nội à? Cái gì? Anh thật không phải bác sĩ. Không phải bác sĩ mà còn dám đụng vào ông nội tôi. Nhìn đi, ông ấy sắp bị hắn hành hạ chết rồi. Chỉ còn một mũi châm nữa. Mũi châm cuối cùng là sẽ khỏi. Cút ngay, tôi nói anh biết, nếu ông nội có chuyện gì, anh sẽ chết với tôi. Tôi nói anh biết, nếu ông nội có chuyện gì anh sẽ chết với tôi. Diệp Phàm, đừng gây sự nữa. Cô, đồ đàn bà, đã không biết ơn thì thôi, lại còn hành xử thô bạo như thế. Được rồi Diệp Phàm, về nhà thôi, đừng gây sự nữa. Cảm ơn các bác sĩ. May là có các bác sĩ ở đây, cô nương. Ông nội của cô bị ngộ độc, phải châm thêm một mũi nữa mới trừ hết độc tố. Nếu không, ngộ độc,
Tôi với ông ăn cùng một món mà tôi không sao cả. Ông tôi ngộ độc bởi cái gì? Đồ lừa đảo, chờ tôi đánh chết anh. Cô nương, Diệp Phàm chỉ muốn tốt thôi. Cô đã không biết ơn thì thôi, còn đánh người nữa. Nếu ông có việc gì, cô hoàn toàn có thể báo cảnh sát. Cô là cái thá gì mà dám đánh chồng tôi? Tôi có thể xem thường anh ấy, nhưng ngoài tôi ra, không ai được phép xem thường anh ấy cả. Nếu ông cô có chuyện gì, nhà họ Đường chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cùng lắm là hai mạng đền một mạng. Nhược Tuyết, các người nên mong ông ấy không sao, nếu không, cả hai người sẽ phải đền mạng cho tôi. Diệp Phàm, em đã bảo anh đừng xen vào chuyện người khác, về nhà với em và đừng bao giờ hành động tùy tiện nữa. Chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra với ông già. Nhược Tuyết, cái đó. Nhược Tuyết, sao em vẫn chưa ly hôn với tên vô dụng đó, còn để hắn ta ngủ chung phòng nữa? Chuyện này không được để anh chị biết. Anh ấy sẽ không vui đâu, em và Triệu Đông Dương không có quan hệ gì. Liên quan gì em, không được, ngoài anh trai chị ra, không ai có quyền cả. Nếu một năm trước anh ấy không đột ngột sang nước ngoài. Giờ em đã là em dâu của chị, đâu đến nỗi lọt vào tay tên vô dụng đó. Đúng rồi, anh trai sẽ về trong hai ngày tới, lúc đó. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Ngày mai em còn họp đi ngủ trước đây. Được, nhớ giữ mình đấy nhé, không được để Diệp Phàm chiếm tiện nghi. Anh trai sẽ kiểm tra còn Jin. Diệp Phàm, em muốn đặt ra ba điều kiện, được không? Cứ nói đi. Thứ nhất, từ hôm nay anh phải chăm chỉ hơn ấy. Không thể để người khác gọi anh là vô dụng được. Thứ hai, không được cư xử tùy tiện. Thứ ba, em muốn anh tìm một công việc chính đáng. Em không quan tâm tiền lương. Em chỉ mong anh có một công việc đàng hoàng. Tất cả những điều đó anh có thể đồng ý. Nhưng anh có được thưởng gì không? Anh muốn thưởng gì? Anh muốn... muốn... ngủ với em. Cút! Anh là một con thú. Tôi bảo anh đi làm chứ có bảo anh đi làm tình. Nguyện đâu? Thật là vô liêm sỉ. Ông nội, may mà ông không sao cả. Nếu không cháu sẽ không tha cho hắn. Nguyệt Nhi, người ta cũng có ý tốt. Ông nội không sao cả mà Nguyệt Nhi. Ông nội, cháu đã mời bác sĩ số 1 thiên hạ là Tôn Thánh Thủ, để ông ấy khám cho ông kỹ càng. Lão gia khỏe không ạ? Tôn Thánh Thủ đây rồi. Ai châm mũi kim này vậy? Thật tình là quá vô nghĩa, chính là tên chết tiệt đó. Hắn không hiểu y học, nên châm đại. Tôn Thánh Thủ mau giúp ông nội lấy nó ra. Chuyện nhỏ. Lão gia thấy thế nào ạ? Không sao cả. Ông nội, mặt của ông. Tôn tiên sinh, phải làm thế nào đây? Phẫu thuật, chuẩn bị phẫu thuật. Em gái, đã có Tôn tiên sinh ở đây rồi. Em còn lo sợ chuyện gì nữa chứ? Hàn tiểu thư, ông nội thế nào rồi hả? Tống tiểu thư, cô tới rồi. Ông nội vẫn đang cấp cứu trong đó. Hôm nay có điểm tốt, ông nội nhất định sẽ không sao đâu. Cảm ơn sự quan tâm của Tống tiểu thư, hy vọng thế. Tôn Thánh Thủ, ông nội tôi thế nào rồi? Hàn tiểu thư thật xin lỗi. Lão phu đã cố hết sức rồi. Hàn tiểu thư thật xin lỗi. Tôi đã cố hết sức rồi. Ông không phải là bác sĩ số 1 thiên hạ sao? Ngay cả mạng sống của ông nội tôi còn không cứu được. Công tử bình tĩnh, căn bệnh của Hàn lão quả thật hiếm gặp. Trong 30 năm hành nghề của tôi, chưa từng thấy. Tôi thật sự lực bất tòng tâm. Tôn Thánh Thủ, ông nội tôi làm sao có thể? Có lẽ thần tiên giáng trần mới có thể cứu được ông ấy. Hàn tiểu thư, tôi có một người bạn có khả năng siêu phàm khác xa người bình thường. Có lẽ anh ấy có cách. Tống tổng, người cô nói không phải là thần tiên đấy chứ? Không biết chừng, có thể anh ấy còn giỏi hơn cả thần tiên đấy. Hôm nay anh ở nhà đừng đi lung tung, đừng làm loạn, và không được qua lại với cô Tống Hồng Nha kia nữa. Đừng đi lung tung, và không được qua lại với cô Tống Hồng Nha kia nữa. Được rồi, anh biết rồi. Ân công, anh đang ở đâu đấy? Bây giờ anh rảnh không? Cô Tống, có chuyện gì vậy? Diệp Phàm, đừng gọi tôi là cô Tống, quá xa cách rồi. Gọi tôi là Hồng Nhan đi. Được rồi, nhưng cô cũng đừng gọi tôi là ân công nữa.
chỉ gọi tên là được rồi. Được, vậy tôi gọi anh là Diệp Phàm hoặc đệ đệ. Chị Nhan tìm tôi có chuyện gì vậy? Chị biết cậu rất lợi hại, muốn nhờ cậu cứu một ông lão. Ờ. Được. Diệp Phàm, lên xe đi. Được. Đệ đệ, em đang nhìn cái gì thế? Không có gì đâu, chị Nhan lái xe đi. Thật à? Vậy để chị giúp em cài dây an toàn. Chị còn tưởng chị đã hết quyến rũ rồi cơ. Được rồi, không trêu chọc cậu nữa. Chị à, chị vẫn chưa nói em biết là đi cứu ai. Người thừa kế tập đoàn Thiên Bảo, một trong tam đại tài thần, Hàn Nam Hoa. Chết rồi, có lẽ chúng ta đã đến muộn. Chưa chắc, vào trong xem đã. Tên lừa đảo lại đến đây rồi, hôm qua suýt hại chết ông, nay còn dám đến đây à? Không ngờ là cô Hàn tiểu thư, anh ấy chính là người bạn tôi kể đấy. Người đâu? Bắt lấy hắn đem đến đồn cảnh sát. Hắn đã giết ông nội, tôi muốn hắn trả mạng. Tôi còn chưa thấy, sao biết ông ấy đã chết? Nói bậy, người chết không thể sống lại được. Cậu đang ở đây câu view, quấy rối tang lễ. Hàn tiểu thư, tôi đã chứng kiến bản lĩnh của Diệp Phàm. Hay là để cậu ấy xem thử, quan tài mà ông nội nằm đã đóng nắp, sắp đưa đi hỏa táng rồi đấy. Xin cô tránh ra, để tôi bắt tên lừa đảo này lên phường. Hàn tiểu thư, cô không cho phép tôi cứu ông, cô mới thật sự là người giết ông nội đấy. Bắt lấy hắn mau, hôm nay là tang lễ của lão gia. Dám đến đây gây sự, mày thật to gan. Dám đến tang lễ Hàn gia gây sự, mày chạy đi đâu, tao sẽ giết mày, tao giết mày. Hàn tiểu thư, hãy tin tưởng bạn của tôi. Khí độc còn chưa phát tán hoàn toàn, còn cơ hội. Dám đụng đến thi thể lão gia, mày thật đáng chết. Tên khốn nạn kia, tránh xa ông nội tao ra. Đủ rồi, bạn trẻ, cho dù cậu muốn làm gì, bây giờ hãy dừng tay lại đi, lão sẽ bảo toàn tính mạng cho cậu, nếu không đừng hòng bước ra khỏi cửa Hàn gia. Tôi đã nói rồi, ông ấy chưa chết, im miệng. Hàn lão gia đã qua đời, là sự thật không thể bác bỏ. Tôn Thánh Thủ đã mời hơn 10 vị bác sĩ kiểm tra rồi. Bệnh của ông nội tôi đã không còn cách nào cứu chữa. Nhưng cậu vẫn cố chấp câu view, không cho ông nội yên nghỉ, cho nên tôi phải giết chết cậu. Tên khốn nạn, bọn họ không thể chữa bệnh cho ông là do khả năng của họ kém cỏi. Còn tôi thì khác, còn đứng đó làm gì, xông lên, hắn đã giết ông nội tôi rồi, tôi phải báo thù cho ông ấy. Hàn tiểu thư khoan đã, hãy để cậu ấy ra tay đi. Tống tiểu thư, đừng để tên lừa đảo này mê hoặc. Hàn tiểu thư, tôi đã nói, độc tố trong người ông nội cô cần 7 mũi kim mới giải được. Cô đã cản trở tôi châm cây kim cuối cùng, đã thế còn tháo mất kim trên người ông ấy, khiến Hàn lão gia lâm nguy. Nói bậy, là do mày châm kim lung tung, giết chết ông nội. Mày chính là hung thủ. Cô Hàn, vì cô không tin khả năng của tôi, vậy chúng ta sẽ cá cược, nếu hôm nay tôi không cứu được ông ấy, cô muốn giết tôi hay thế nào cũng được. Còn nếu tôi thắng, cô không còn là tiểu thư của Hàn gia nữa, cô sẽ là hầu gái phục vụ riêng Diệp Phàm tôi. Cô có dám cá không? Ngông cuồng, tiểu thư đừng nghe hắn sủa bậy, giết hắn là xong. Không, hắn ta đã nói thế, tôi muốn hắn chết một cách tâm phục khẩu phục. Các người mở to mắt ra mà xem đây. Cái này là điều khiển kim bằng khí công. Tôn Thánh Thủ, ông nói gì? Đừng nói chuyện. Kim thất tinh tụ mệnh. Kim thất tinh tụ mệnh là có thật. Người tôi muốn bảo vệ, ngay cả Diêm Vương cũng không thể động vào. Khai xử. Phá. Tăng cường. Thế nào rồi? Ông nội vẫn chưa tỉnh. Hàn tổng, lão gia vẫn chưa tỉnh. Hắn đang lừa gạt. Người đâu? Lấy súng bắn hắn. Gấp gáp cái gì? 3 2 3 2 Người đâu? Giết hắn. Khụ khụ. Thật tuyệt vời, tuyệt vời. Lão gia tỉnh lại rồi. Không phải đang mơ chứ? Cải tử hoàn sinh là có thật sao? Không thể nào, không thể nào.
Ông nội, cháu tưởng sẽ không gặp ông được nữa. Ông vẫn chưa chết mà. Ông nội, chính anh ấy cứu ông đấy. Diệp tiên sinh thật sự là thần y. Diệu thuật hồi sinh, lão thật sự không phục Diệp tiên sinh, phục sát đất luôn rồi. Diệp thần y, cậu đã cứu mạng của lão thật sự không biết đền đáp thế nào. Lão xin tặng cậu một nửa tài sản của Hàn gia để đền ơn cứu mạng của cậu, thế nào? Ông nội, sao lại như thế được? Sao nào, mạng của ông không đáng giá như thế à? Đáng. Hàn lão gia, tôi không cần gia tài của ông, tôi chỉ có một điều kiện, cậu cứ nói, tôi đều sẽ đồng ý. Cô Hàn có nhớ về vụ cá cược lúc nãy không? Đến lúc gọi tôi là chủ nhân rồi, tôi không biết anh đang nói gì. Sao thế, định bùng kèo à? Anh đi với tôi. Á, à, đau quá. Sao thế, đau đầu à? Không liên quan đến anh, nói chuyện chính đi. Ngoài lời cảm ơn của ông nội tôi còn cho anh thêm 50 triệu. Ván cược của chúng ta xem như kết thúc nhé. Chê ít à, vậy 1 tỷ thế nào? Đủ chưa, tôi đã từ chối cả nửa gia tài của Hàn gia. 1 tỷ của cô không hấp dẫn tôi chút nào. 2 tỷ thì sao? Tiền đối với tôi không khó kiếm. Nhưng biến cô Hàn thành người hầu gái thì khó hơn lên trời. Diệp Phàm, đừng quá đáng. Nếu tôi mà làm hầu gái cho anh, liệu anh có chịu nổi không? Đây là thái độ của hầu gái khi nói chuyện với chủ nhân à? Đồ khốn nạn, mau thả ta ra. Đồ khốn nạn, mau thả ta ra. Tốt nhất, hãy thực hiện lời hứa làm hầu gái của cô đi. Nếu không bệnh của ông sẽ tái phát đấy. Tao sẽ giết cả nhà mày, mày sẽ bị sét đánh đấy. Nhớ cho kỹ, đây là hình phạt vì cô dám hỗn xược với chủ nhân. Đồ khốn nạn, chỉ cái gì, còn muốn bị tét vào mông nữa à? Mày cứ đợi đấy. Tao chém chết mày. Bây giờ cô tức giận cái gì, đầu cô có còn đau không? Thật sự không đau đầu nữa. Những cái tét vào mông vừa rồi, không phải tôi cố ý hành hạ cô đâu, mà là để giúp đã thông kinh mạch, giảm căng thẳng thần kinh. Cô sẽ không bị đau đầu khi tức giận nữa. Còn vết thương hồi nhỏ của cô, nằm ở chân. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ chữa luôn. Sao anh biết? Cho cô 3 ngày để chuẩn bị, tắm rửa thơm tho sức nước hoa vào. 3 ngày sau, tôi sẽ làm thịt cô đấy. Nói gì làm đấy, cho cô lên 9 tầng mây luôn. Anh có thể tét vào mông tôi thêm vài cái nữa không? Anh có thể tét vào mông tôi thêm vài cái nữa không? Chủ nhân, em muốn. Xin chủ nhân đấy. Nghe chị Nhan, em trai, công ty có việc chị phải quay lại. Chúc vui vẻ nhé, không làm phiền đến hai người ừ nữa. Chị Nhan, đừng đùa như vậy chứ. Lái xe cẩn thận đấy. Lần trước không phải là tai nạn đâu, có người nhắm vào chị đấy. Chị nhớ cẩn thận. Em trai hư đốn đang quan tâm chị à? Yên tâm đi. Chị đã mời cô em họ là Triệu Như Sương tới rồi, cô ấy là cao thủ số 1. Có cô ấy bảo vệ, không ai dám đụng vào chị tại Trung Hải đâu. Á? À? Alo, chị Nhan, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Chết rồi, chắc chắn có chuyện rồi. Này, anh vẫn chưa tét vào mông tôi cơ à? Tống Tổng đi đâu thế? Rốt cuộc ngươi là ai? Ai sai ngươi đến ám sát ta? Rốt cuộc ngươi là ai? Ai sai ngươi đến ám sát ta? Bạch Xà, cô là thuộc hạ của Quang Kiều Sở. Là Quang Kiều Sở sai cô à? Tống Tổng còn nhớ một thuộc hạ nhỏ như tôi à? Vì sự trở lại của Quang Lão, hôm nay, tôi bắt buộc phải giết cô. Hồi đó Quang Kiều Sở muốn trở thành chủ hội Vân Đình. Đã âm mưu hại chết Dương Lão gia, nên mới bị trục xuất khỏi Trung Hải. Không ngờ, hắn còn dám quay lại. Quang Lão gia đã được Long Châu Thế gia ủng hộ, sắp trở lại Trung Hải, trở thành chủ hội Vân Đình, trở thành vua của Trung Hải. Nằm mơ, chỉ cần 5 gia tộc chúng tôi còn tồn tại, hắn không thể thành công, vậy thì cô chết đi. Mày là ai? Dám xía vô chuyện người khác, muốn chết à? Cái gì? Diệp Phàm. Chị Nhan không sao chứ? Ừm. Bọn bay đâu? Giết hắn.
Chị Nhan, mượn cây châm của chị một lúc. Chị còn tưởng em chỉ giỏi về tướng số và y thuật thôi, không ngờ rằng võ công cũng đáng sợ thế. Em ẩn giấu sâu ghê ha. Chị Nhan, em là ân nhân cứu mạng chị đấy, chị định đền đáp em thế nào? Vậy, em có muốn chị lấy thân báo đáp không? Vậy, em có muốn chị lấy thân báo đáp không? Hừ, đồ nhát chết. Tẩu. Hồng Nhan, em có sao không? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Chị, em không sao. Một lũ sát thủ mai phục tại đây để giết em. May có Diệp Phàm. Diệp Phàm, hắn ta cứu em, không sai. Bắt hắn ngay. Dám chống đối. Giết không tha. Chị làm cái gì thế? Hắn chỉ là người bình thường. Làm sao có thể giết hết lũ sát thủ? Chị thấy hắn cùng bọn chúng là một bọn. Thằng nhóc, dùng mấy mạng người chỉ để tiếp cận Hồng Nhan. Có thể lừa được người khác, nhưng lừa không được tao đâu. Chứng cứ đâu? Không cần chứng cứ. Dù mày thật sự cứu Tống Hồng Nhan trong lúc nguy hiểm. Tình hình cấp bách. Thà giết lầm 1.000 thằng, còn hơn bỏ sót một tên. Thà giết lầm 1.000 thằng, còn hơn bỏ sót một tên. Tỷ tỷ, đừng manh động. Diệp Phàm, cậu ta cứu câm mồm. Dù em là tiểu thư Tống gia, nhưng chị là chị họ của em. Chị có trách nhiệm giúp em phân biệt người tốt người xấu. Cô chắc chắn muốn gây sự với tôi à? Thằng nhóc này, mày tưởng mày là ai? Mày rốt cuộc là ai? Mày rốt cuộc là ai? Gây sự với tôi. Tao là người của Tống gia, là chị họ của Hồng Nhan, dám giết tao, mày gánh được hậu quả không? Em đã giết cô ấy, chị có giận em không? 10 chị em họ cũng không sánh bằng giá trị của em trong trái tim chị. 10 chị em họ cũng không sánh bằng giá trị của em trong trái tim chị. Thật ra em không giết nhầm đâu, nhìn cổ tay chúng đi. Chị ta là tên phản bội. Chị Nhan, bọn này đến từ đâu thế? À kia gọi Bạch Xà, là một trong 3 sát thủ của Quang Kiều Sở. Năm đó hắn cướp của giết người, phát triển cái thế lực ngầm, mưu đồ chiếm đoạt vị trí hội trưởng Vân Đình Hội. Khoảng thời gian đó rất nhiều người bị giết, tình hình hỗn loạn, cuối cùng bị 5 gia tộc liên minh trục xuất hắn khỏi Trung Hải. Không ngờ bây giờ hắn đã quay lại. Tên gọi là Quang Kiều Sở kia sao lại muốn làm hội trưởng Vân Đình? Vân Đình Hội là đỉnh cao nhất của Trung Hải. Trở thành hội trưởng Vân Đình Hội tức là đứng đầu Trung Hải, không ai cưỡng lại được sự cám dỗ đó. Không được, chị phải quay lại thương lượng đối sách với Hàn gia. Vừa hay bệnh của cô Hàn chưa khỏi, chị chờ em đi cùng nhé. Được. Lúc nãy chủ nhân đi đâu? Sao vội vàng quá vậy? Chị Nhan gặp chút rắc rối, bây giờ ổn rồi. Thế chủ nhân tiếp tục chữa trị cho em đi. Hôm qua cô ăn hải sản à? Sao chủ nhân biết? Hôm qua em đi ăn hải sản với ông nội. Nó có liên quan gì tới vết thương của em không? Lần trước cô bị thương ở chân đã bị nhiễm trùng. Mặc dù đã chữa trị nhưng chưa triệt để, một số tĩnh mạch bị viêm. Cho nên khi cô gặp lạnh hoặc ăn hải sản, triệu chứng sẽ nặng hơn. Không chữa kịp thời, trong vòng 3 tháng nữa, chân của cô sẽ không giữ được. Thế chủ nhân mau chữa cho em mà mất chân, thà chết còn hơn. Gì đấy, cô làm gì thế? Lần trước chủ nhân cũng chữa cách này mà. Em đã chuẩn bị sẵn tư thế rồi đấy. Em đã chuẩn bị sẵn tư thế rồi còn gì. Lần trước là đã thông kinh mạch, giảm đau đầu. Hôm nay chữa vết thương ở chân, phải triệt tiêu viêm nhiễm, đẩy độc tố ra ngoài, dùng kim châm cứu. Xong rồi, đã triệt tiêu viêm nhiễm, kinh mạch cũng đã hồi phục. Cô uống thuốc theo đơn này, liên tục nửa tháng, sẽ hoàn toàn khỏi. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Đúng rồi. Nghe nói chủ nhân đã lập gia đình rồi, quà tặng vợ chủ nhân này, cô ấy chắc chắn sẽ vui lắm. Đây là một chút lòng biết ơn của em. Vậy, tôi không khách sáo nữa.
10 phút nữa đón em tại nhà hàng. Chuyện gì thế? Triệu Đông Dương đã về rồi, hắn làm em phát điên mất, mau đến đi. Sao thế, bà xã chủ nhân gọi điện kiểm tra à? Đúng thế, tôi phải đi rồi. Đợi đã. Porsche phiên bản giới hạn, 12 tỷ, vừa nhập khẩu tuần trước, mang về rước vợ đi. Đúng rồi. Vứt cái kiếm của cô đi. Nhược Tuyết, cuối cùng cũng gặp được em. Nhược Tuyết, cuối cùng cũng gặp được em. Nhược Tuyết, em thật hạnh phúc. Anh vừa về đã đến gặp em ngay, còn mang theo nhiều hoa như thế này. Triệu Đông Dương, tôi đã nói rồi, tôi đã có chồng. Sau này đừng tìm tôi nữa, anh không chê em đã có chồng đâu. Tình cảm của anh là thật lòng. Nhược Tuyết, em thật hạnh phúc. Kiếp trước em chắc đã giải cứu thế giới. Nhược Tuyết, cưới anh đi, nếu em không đồng ý, hôm nay anh sẽ không đứng dậy. Đồng ý, đồng cưới anh ta đi, cưới anh ta đi. Các người đang làm gì thế? Không thấy anh trai tôi đang cầu hôn Nhược Tuyết à? Diệp Phàm, yêu một người không phải là chiếm hữu phải cho họ hạnh phúc cả đời. Nếu anh muốn Nhược Tuyết được hạnh phúc, hãy cùng chúng tôi hô to, Nhược Tuyết đồng ý nhận lời đi. Diệp Phàm, anh trễ hẹn rồi đấy. Kẹt xe, em không quan tâm. Đống hỗn độn này anh tự giải quyết, không sao, có anh ở đây. Vậy đây là chồng của Nhược Tuyết à? Tầm thường, hoàn toàn không có cửa so với anh Triệu. Phải rồi, tôi cũng nghe nói là thằng rể vô dụng ăn bám vào nhà vợ. Không biết đầu óc Đường Nhược Tuyết nghĩ gì, lại đi lấy thằng vô dụng Diệp Phàm. Tôi biết rồi. 10 triệu. Ly hôn Nhược Tuyết ngay. 1 tỷ đây, cút ngay. 1 tỷ đây, cút ngay. Đùa à? Mày chỉ là thằng rể vô dụng ăn bám nhà vợ cũng đòi có 1 tỷ. Chắc trong túi còn chả có 100 đồng lẻ. Mày tưởng bọn tao là đồ ngốc à? Tiểu tử, thằng nhóc vô dụng như mày còn dám thách thức tao? Dựa vào cái mồm của mày sao? 1 tỷ đó, liệu có đủ để đuổi mày tránh xa Nhược Tuyết không? Tiểu tử, mày thật sự muốn chơi với tao à? Cho dù mày có lấy tiền hay không, nếu còn tiếp tục quấy rối Nhược Tuyết, tao sẽ không tha cho mày. Mày có biết tao là ai không? Còn dám giành Nhược Tuyết với tao? Tao là Triệu tổng của tập đoàn Đông Dương, nhà tao có trên 300 tỷ, tôi mới là chồng của Nhược Tuyết. Tao là Triệu tổng của Đông Dương tập đoàn, kinh doanh mọi lĩnh vực trên toàn cầu, tôi mới là chồng của Nhược Tuyết. Cho dù Nhược Tuyết bây giờ là vợ mày, tao cũng có thể cướp được cô ấy từ tay mày. Nhược Tuyết, đây là kim cương trị giá hàng chục tỷ, làm từ những viên kim cương tốt nhất Nam Phi, tượng trưng cho tình yêu vững chắc của chúng ta. Nhược Tuyết, cho anh một cơ hội. Đồ chó đẻ, ai cho phép mày chạm vào, thứ hàng chục tỷ mà mày cũng dám chạm tay vào, kim cương cái rắm, là hột xoàn mà. Đúng là dân quê mà. Đây là loại kim cương cứng nhất thế giới đấy. Cứng. Cứng ở chỗ nào? Trời má. Cứng nhất. Cứng chỗ nào? Trời má. Viên kim cương của cậu này kém cả hột xoàn, chắc chắn là hàng nhái. Cái thứ này mà cũng hết giá hàng chục tỷ, cậu Triệu, não cậu bị nước vào úng rồi sao? Hay cậu cho rằng chúng tôi là kẻ ngốc? Đồ chó làm hỏng kim cương của anh tao, phải đền. Cô Triệu, anh trai cô đã bị lừa mua hàng giả đấy, cô nên tìm người bán đòi lại. Hơn nữa, cái mà tôi có thể bóp nát bằng ngón tay, mà cũng dám gọi là kim cương à, mày. Triệu Đông Dương, tôi nhắc lại lần cuối cùng, sau này tránh xa vợ tôi ra. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí, vợ mày. Một thằng vô dụng như mày có tư cách gì làm chồng cô ấy? Cho dù viên kim cương này là giả, thì nó cũng đáng giá hơn 10 triệu, mua bằng tiền thật đấy. Mày có thể mua quà hơn 10 triệu tặng cho Nhược Tuyết không? Mặc dù mồm luôn nói Nhược Tuyết là vợ mày, nhưng mày có tặng cô ấy cái gì đâu, chắc là không có tiền phải không? Tôi và Diệp Phàm không cần những thứ đó. Diệp Phàm, về nhà thôi. Nhược Tuyết, trước đây anh thực sự chưa tặng quà cho em, nhưng bây giờ anh có một món quà nhỏ, mở quà ra xem nào. Không biết chừng trong hộp lại chứa đất với cát thì chết dở, hoặc là rác rưởi. Diệp Phàm, đừng để ý bọn họ, về nhà thôi. Mày thật sự đã chuẩn bị món quà cơ đấy. Tiếc là với địa vị của mày, đồ mày tặng chắc chắn chỉ là rác rưởi. Với địa vị của mày, đồ mày tặng chắc chắn chỉ là rác rưởi.
Trời má, đẹp dữ thần vậy trời. Baby à, đây là món quà anh chuẩn bị cho em không? Trời má, dây chuyền kim cương này. Đừng nói là huyền thoại biển xanh chứ. Đúng rồi, là huyền thoại biển xanh. Huyền thoại cái rắm. Cái này mà đòi so sánh với kim cương của anh tôi. Cái của anh cô mà cũng đòi so sánh với huyền thoại biển xanh à? Huyền thoại biển xanh được chế tác từ viên kim cương nguyên khối. Còn của anh trai cô chỉ là mảnh vụn của huyền thoại biển xanh, được chế tác lại thôi. Hơn nữa, được nghệ nhân nổi tiếng Ô Lạp Sơ Cáp chế tác. Đích thân chế tác bằng đá quý hiếm. 3 năm trước, tại hội chợ trang sức, đã có người ra giá tới 100 tỷ cho nó. 100 tỷ thì làm sao? Với triệu gia, 100 tỷ chỉ là hạt cát trên sa mạc. Còn với mày, chắc là toàn bộ gia tài rồi nhỉ? Anh à, biết đâu thứ đó không phải của hắn. Hắn ta thì có cái nịt thôi. Chiếc xe đậu trước cửa hàng của ai thế? Phiền rời xe giúp tôi, xin lỗi nhé. Phải chiếc Ferrari 500 triệu của anh trai tôi không? Anh, đi rời xe đi. Không phải Ferrari, mà là xe Porsche 12 tỷ. Xin lỗi nhé, tôi rời đi ngay. Tới rồi, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn cái gì? Chúng ta chưa ly hôn mà. Anh sẽ không để Triệu Đông Dương ép buộc em. Cảm ơn vì đã cho em một giấc mơ. Tuy nhiên, giờ Lọ Lem phải trả đôi giày thủy tinh lại cho hoàng tử. Em đang nói gì vậy? Cái gì là cái gì? Tất nhiên là trả lại cho anh rồi. Anh tưởng em tin anh có 100 tỷ để mua huyền thoại biển xanh này cho em à? Và cái này nữa. Theo giấy đăng ký xe này là của tập đoàn Thiên Bảo. Em đoán anh đã nhờ Tống Hồng Nhan mượn xe từ Thiên Bảo. Xe này thật sự là mượn. Nhưng cái dây chuyền, hiện tại anh đã thừa nhận rồi. Ngày mai trả lại mấy thứ này đi. Tuy nhiên, xét vì hôm nay anh đã làm em hài lòng, em sẽ tạm thời bỏ qua việc anh tán tỉnh Tống Hồng Nhan. Đúng rồi, trước khi chúng ta ly hôn hãy giữ trọn chữ tín, đạo nghĩa phu thê. Nếu không đừng trách. Nhược Tuyết, tại sao em không tin anh chứ? Nếu như thật sự theo lời các người nói, có lẽ đằng sau lô hàng bị cướp của Võ Mông cũng có bóng dáng của Quang Kiều Sở. Đêm nay, kẻ đứng sau vụ cướp mời tôi thương lượng. E rằng như thế chắc chắn không phải tốt lành gì. Hàn Nguyệt, tôi đến trả chìa khóa. Chào cậu Diệp. Ông Hoàng, cho phép tôi giới thiệu một người. Đây là anh Diệp, y thuật siêu phàm. Nếu ông có thể mời anh ấy cùng tham dự buổi thương lượng, chắc chắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nói thật, tôi không dám giấu giếm gì. Tôi có thể đứng đây nói chuyện với ông là nhờ anh Diệp cả đấy. Ông Hoàng, ông là minh chủ Võ Mông ở Trung Hải mà. Hoàng Phi Hổ. Đúng thế. Không biết Diệp thần y tối nay có rảnh không? Tôi muốn mời cậu đi cùng tôi thương lượng một chút. Tất nhiên tôi sẽ không để ai làm hại cậu đâu. Dù đến lúc đó có cần đến y thuật của cậu hay không, tôi cũng sẽ trả công xứng đáng cho cậu Diệp. Đường gia muốn gia nhập Vân Đỉnh hội, cần phải có sự trợ giúp của các thành viên trong hội. Ông Hoàng đã khách khí rồi, tôi vừa hay rảnh tối nay, vậy tôi sẽ đi theo ông Hoàng để mở mang tầm mắt. Được. Mời. Cậu Diệp, cho phép tôi giới thiệu. Vị này, cao thủ tôi mời từ Long Đô Tổng Liên, Lâm Phúc Long, cũng là sư tỷ của Hàn Nguyệt. Cô Lâm, đây là Diệp thần y, có tài nghệ y thuật rất cao. Bác sĩ, ông Hoàng, ông đang nói đùa gì thế? Tuổi còn trẻ như vậy làm sao là thần y được chứ? Sư tỷ, y thuật của anh Diệp rất lợi hại đấy, bệnh của tôi và ông nội đều do anh ấy chữa. Được rồi, dù anh là thần y, đêm nay cũng chẳng giúp gì được đâu, có tôi rồi. Hoàn toàn sẽ không có nguy hiểm gì. Tôi thấy cứ để anh ấy đi cho rồi, khỏi vướng chân tôi khi có chuyện xảy ra. Một vị bác sĩ bên cạnh, đề phòng bất chắc mà. Được rồi cô Lâm. Gần tới giờ rồi đấy, chúng ta vào trong đi. Ông Hoàng, lâu rồi không gặp. Hắc xà. Ra là con Hắc Xà, thuộc hạ của Quang Kiều Sở kia. Tôi tự hỏi ai dám cướp hàng của chúng tôi, và còn dám đến Trung Hải thương lượng. Ông Hoàng, không vòng vo nữa. Lô hàng của Võ Mông các người đã bị tôi cướp, chúng tôi đã kiểm soát được đường vận chuyển, giết người của tôi và kiểm soát nửa tuyến đường của tôi.
Quang Kiều Sở muốn làm gì? Muốn báo thù hay là tống tiền? Ông Hoàng, thiên hạ không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Tôi đến đây lần này để mang lợi ích tới cho ông Hoàng thay Quang Lão. Ngọc Lục Bảo, tượng Phật Đường Kim, nhân sâm ngàn năm, và cả ỷ thiên kiếm nữa. Bốn thứ này đều là bảo vật cao cấp, xuất sắc nhất thế giới. Giá trị có thể vượt 10 tỷ đấy. Các người quả thật đã bỏ công sức nhiều nhỉ. Quang Lão biết ông rất thích cổ vật, tất cả đều dành cho ông đấy. Tưởng gì ghê gớm lắm chứ. Mới nghe đến danh tiếng của ông Hoàng, đã hoảng sợ đến xin lỗi và đền bù rồi. Nhát gan như chó. Được rồi, đừng phí lời. Nói ý định của ngươi đi. Được rồi, đừng phí lời. Nói ý định của ngươi đi. Quang Lão sẽ sớm quay trở lại Trung Hải. Hy vọng ông Hoàng có thể, trong hội Vân Đỉnh tháng tới, giúp Quang Lão trở thành chủ hội Vân Đỉnh. Ban đầu tôi còn nghi ngờ cô Tống bị tấn công chỉ là sự cố, không ngờ thật sự là thế. Hóa ra Quang Kiều Sở đã quay lại. 5 năm trước hắn ta gây ra cơn thịnh nộ, giết người cướp của. 5 gia tộc phải liên thủ mới trục xuất được hắn khỏi Trung Hải. Hắn nghĩ chúng ta sẽ mời chó sói vào nhà lần nữa sao? Ngươi hãy quay lại nói với hắn. Chỉ cần 5 gia tộc chúng ta còn tồn tại, hắn, Quang Kiều Sở, sẽ không bao giờ có thể trở thành chủ hội Vân Đỉnh. Ông Hoàng, không cần nói nữa. Tôi sẽ không thay đổi quyết định đâu. Ông Hoàng, dù đàm phán lần này không thành, kính xin ông nhận lấy 4 món quà này. Được rồi, coi như đền bù cho việc đánh cắp những mặt hàng của tôi. Tôi sẽ nhận lấy 4 thứ này. Đem đi, khoan đã, hàng này không thể nhận được. Tại sao những món quà? Sao lại không thể nhận? Anh là bác sĩ hiểu cái gì chứ? Đừng gây rối nữa được không? Anh đang làm gì vậy? Đây là viên ngọc đã được cấy phóng xạ Iridium 192, chứa một lượng lớn phóng xạ. Nếu ông Hoàng mang chúng bên người, sẽ gây ra tác hại mạnh đến cơ thể ông ấy, ít nhất là cắt cụt tứ chi, nặng hơn là bệnh bạch cầu. Điều đó là thật sao? Nói bậy bạ. Rõ ràng đây chỉ là ngọc lục bảo thôi, ông Hoàng. Rõ ràng đây chỉ là ngọc lục bảo thôi. Vậy cô giải thích thế nào về cái máy nghe trộm này? Và cả nhân sâm ngàn năm của cô nữa. Lẽ nào nhân sâm này cũng bị đầu độc? Đúng. Nhân sâm này đã bị nhuộm đầy ngũ linh chi, xà bì và các loại thuốc khác. Mỗi loại thuốc đều vô hại, nhưng khi kết hợp lại, các loại thuốc tương khắc gây tổn thương đến nội tạng. Với cơ thể của ông Hoàng thì hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Vậy còn thanh ỷ thiên kiếm này có vấn đề gì? Bản thân thanh kiếm này không có gì đáng ngại, nhưng sau khi nhuốm máu của rất nhiều người, oán khí ngút trời, rất nhiều âm hồn. Nếu ông Hoàng mang thanh kiếm này về nhà, ông ấy và gia đình sẽ chịu ảnh hưởng từ những oán khí đó. 4 món quà này, ông Hoàng còn muốn nhận không? Sau nửa năm, tai họa sẽ ập đến với người nhận nó. Hắc xà, cô thật to gan. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, giết chúng đi. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, người đâu, giết chúng đi. Bảo vệ ông Hoàng, tôi đã gọi thêm người rồi, nhưng cần nửa giờ họ mới tới. Nhưng những vệ sĩ này chắc khó mà chống đỡ được lâu. Tôi có thể giúp, tránh ra đi, bác sĩ thì giúp cái gì được. Diệp Phàm võ công rất lợi hại, tỷ cứ yên tâm, có anh ấy bên cạnh, tỷ lệ thắng của chúng ta lên đến 100% đấy. 10% đối với tôi chỉ có 10% thôi. Cẩn thận đấy, hắc xà này không đơn giản đâu. Nói như vậy, tôi là người đơn giản à? Nếu không phải lo cho sự an toàn của ông Hoàng và Hàn tiểu thư, tôi đã quét sạch bọn chúng từ lâu rồi. Tôi biết cô giỏi đấy, nhưng thôi được rồi. Anh là bác sĩ thì biết cái gì chứ? Tôi lợi hại thế nào? Anh không tưởng tượng được đâu, anh cứ ở yên đấy. Coi tôi xử chúng nó thế nào nhé. Đơn độc xông vào quá nguy hiểm, im miệng, một mình tôi là đủ rồi. Diệp Phàm đừng lo lắng nữa, sư tỷ rất lợi hại, chúng ta chỉ việc đợi tin chiến thắng thôi. Sư tỷ bị thương rồi. Tất cả là tại hắn ta, nếu không phải hắn làm lung lay tinh thần, tôi đâu có lúng túng như thế, càng không thể thua hắc xà. Tất cả tại cái miệng quạ đen của anh đã giết chết tôi, giết chết tất cả mọi người. Tất cả tại cái miệng quạ đen của anh đã giết chết tất cả mọi người, vốn đã cảnh báo cô nên cẩn thận mà. Không chịu nghe, cứ phải tự mình xung trận, giờ kém cỏi hơn đối thủ lại đổ lỗi cho tôi. Thật là buồn cười. Anh biết hắc xà lợi hại. Tại sao lúc tôi xung trận,
Anh không ngăn cản tôi lại. Nếu anh ôm chặt đùi tôi không cho tôi lên, làm sao tôi lên được? Tình thế bây giờ hoàn toàn do anh gây ra, anh phải chịu trách nhiệm chứ. Nói về không biết xấu hổ thì không ai bằng cô. Anh nói gì? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hắc xà giết tới nơi rồi kìa. Ông Hoàng, chỉ cần ông chết đi, người cản trở đại nghiệp của Quang lão sẽ bớt đi một người. Ông Hoàng, mau chạy đi. Không cần chạy. Đồ khốn, anh sẽ làm hại ông Hoàng mất. Hai người đã đánh xong, đến lượt tôi rồi. Ngay cả tôi cũng không phải là đối thủ. Anh tự sát à? Chỉ một ngón tay của cô ta cũng có thể chọc chết anh đấy. Diệp Phàm, thằng nhóc con, đúng là không tồi nhỉ. Nhưng cậu quá tự tin rồi đấy. Mày không đủ tư cách nói câu đó. Cười đi, cứ cười tiếp đi. Thằng nhóc, lau ca thật đấy. Nhưng tôi không quan tâm đâu. Thua rồi, còn sủa nữa không? Còn ai không? Còn ai không? Không ngờ chủ nhân lại lợi hại đến thế. Em cứ tưởng chỉ giỏi y thuật thôi chứ. Nguyệt Nhi, đừng vô lễ. Cháu chỉ tò mò thôi mà. Tên này thật lợi hại, làm chủ nhân của mình cũng được. Không làm nhục danh dự. Hàn Nguyệt, mày nghĩ gì thế? Cậu Diệp, cậu đã cứu Hoàng Phi Hổ tôi một mạng. Hãy nhận của tôi một lạy. Ông Hoàng, quá khách sáo rồi. Cậu Diệp, đây là đất Triều Y Quán của tôi. Giá trị 3 tỷ đấy. Đây là tín vật Thanh Hổ. Với tín vật này, 3.000 môn đồ của Võ Mông Trung Hải sẽ tuân lệnh cậu. Tất cả tôi đều tặng cho cậu Diệp đấy. Cái này, quá quý giá rồi. Này cậu Diệp, nếu cậu cứ từ chối như vậy, tức là cậu khinh thường Hoàng Phi Hổ tôi rồi đấy. Được rồi, vậy tôi nhận. Ông Hoàng, ông không sao chứ? Ông Hoàng, ông không sao chứ? Tôi nghe nói Quang Kiều Sở lại gây phiền phức với ông. Đúng vậy, Quang Kiều Sở hắn dai như đỉa. Xem ra thời bình của Trung Hải sắp kết thúc rồi. Được rồi, ông Dương, đừng nhắc đến những chuyện xui xẻo nữa. Để tôi giới thiệu với ông. Đây là Diệp Phàm, Diệp Thần Y, y thuật và võ công song tu. Lần này tôi có thể thoát nạn, là nhờ cậu ta đấy. Cậu Diệp, đây là Dương Diệu Đông. Hiện giờ là người phụ trách của Dương gia. Và cũng là chủ tịch sở dược Trung Hải. Về sau nếu phòng khám có vấn đề gì, cứ tìm đến anh ấy là được. Một Dương môn hai hổ ba thần tài. Ra thế, ông ấy chính là số một Trung Hải, đứng đầu Dương môn. Chào ông Dương. Chào cậu Diệp. Này đúng rồi, sức khỏe của ông Dương gần đây cũng rất tệ. Mấy hôm trước còn than cổ đau nhức khó chịu lắm. Đêm chân co quắp. Có hai lần tưởng chết vì tim ngừng đập khi ngủ. Anh giúp ông ấy xem thử đi, xem bệnh gì. Chuyện chân co quắp, đau cổ, chỉ do tôi ngồi lâu mà ra thôi. Còn việc tim ngừng đập thì chỉ là tình cờ, không làm phiền anh Diệp nữa đâu. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Cậu Diệp, cậu vẫn nên kiểm tra giúp ông ấy. Còn tên xấu xí này thì, cậu khỏi lo. Tiền của hắn nhiều lắm. Được rồi, vậy xin anh Diệp kiểm tra giúp tôi. Được rồi, vậy xin anh Diệp kiểm tra giúp tôi nhé. Có phải hai lão già này lẩm cẩm không? Bị thằng nhóc này lừa đến choáng váng luôn rồi. Thật ra không cần kiểm tra đâu, vấn đề nằm ở chìa khóa xe của ông đấy. Chìa khóa xe? Thằng nhóc này nói bậy bạ cái gì đấy? Nói chính xác hơn, vấn đề là ở chiếc xe của ông. Ông Hoàng, ông Hàn, anh Diệp mà các ông giới thiệu thật biết đùa đấy. Anh Dương, Diệp Phàm không hề đùa đâu. Cậu ấy đã chữa khỏi bệnh của tôi đấy. Anh nghe cậu ấy giải thích đi. Ông Dương, xe của ông có từng đi đến nghĩa trang hay tiếp xúc những thứ bẩn thỉu gì không? Không, xe của tôi là mới đăng ký, còn chưa treo bùa bình an nữa là không thể có chuyện đó. Lạ thật đấy. Nguồn cơn tà khí này đến từ chiếc xe. Ông Dương, cho tôi xem chiếc Audi của ông được không? Không cần đâu, xe không có vấn đề. Tôi cũng thế, nguyên nhân là do chiếc xe đấy. Ông Dương, ông có muốn suy nghĩ lại không? Đủ rồi, còn trẻ mà đã hành nghề lừa đảo, không biết xấu hổ. Cậu có thể lừa được hai ông ấy, nhưng lừa tôi còn mơ. Ông Hoàng, ông Hàn, tôi còn có việc. Tôi xin phép đi trước đây. Chúng ta sẽ gặp lại sau.
không tốt rồi. Ông Hoàng hãy cho người đem tấm phù này đến cho ông Dương liền đi, bắt ông ấy nhận lấy, nếu không ông ấy sẽ chết mất. Đem tấm phù này đến cho ông Dương, bắt ông ấy nhận lấy, nếu không ông ấy sẽ chết mất. Được rồi, được rồi. Trời ơi, ông ta rất cứng đầu, không chịu làm theo. Cuối cùng tôi đã lấy hết bản lĩnh. Ông ấy miễn cưỡng lắm mới cho vào túi áo. Nhưng mà ông Dương sẽ không sao chứ, có qua khỏi không? Hy vọng ông ấy có thể vượt qua được. Hôm nay rảnh rỗi gọi chị đi uống rượu thế, ở nhà có việc gì à? Thôi đừng nhắc nữa. Em bị đuổi ra ngoài rồi đấy. Hồi đầu anh có hứa với em, sẽ tìm một công việc chân chính. Nửa tháng rồi, công việc đâu rồi? Chị Nhan à, em định tìm một công việc. Chị thấy em nên làm nghề gì nhỉ? Tài sản của em đã hơn vài tỷ rồi đấy, có thể đi bar đi pub thường xuyên rồi còn gì, đi làm cái quái gì nữa, chủ yếu là muốn tìm việc gì đó để làm, tích lũy kinh nghiệm sống. Là do vợ em yêu cầu phải không? Vợ em quản ghê đấy, y thuật của em cao siêu đến thế, hơn nữa ông Hoàng vừa tặng em một miếng đất mà. Chị đề nghị em nên mở luôn một bệnh viện. Nhưng Nhược Tuyết không thích em làm thế, cô ấy sẽ không vui, hơn nữa em không có chứng chỉ hành nghề. Việc này để chị lo, bệnh viện và giấy phép, chị sẽ lo hết. Chỉ cần em ngoan là đủ. Đây chính là nơi mà ông Hoàng tặng. Như vậy Nhược Tuyết không thể nói tôi không chịu làm việc rồi. Tuy nhiên phải trang trí lại trước đã. Ai là người quản lý bệnh viện? Mau mau ra đây cho tôi. Ai là người quản lý bệnh viện? Mau mau ra đây, chuyện gì vậy? Tôi là giám đốc bán hàng của công ty Dược Ngũ Hổ. Bệnh viện của các anh mới mở phải không? Thuốc của các anh, chúng tôi đã đóng gói hết rồi, 180 loại, giá bán buôn là 500 triệu. Còn về số lượng thì tùy chúng tôi quyết định. Muốn lấy thêm, giá sẽ gấp đôi nhé. Nghe rõ chưa? Quá đắt, chúng tôi không mua. Anh có hiểu lời tôi không vậy? Tôi sẽ đến giao hàng vào ngày 1 hàng tháng. Dù muốn hay không cũng phải lấy. Nếu không muốn, các anh có thể vứt bỏ hoặc đốt chúng đi. Nhưng tiền thì bắt buộc phải trả. Chúng tôi không trả, các người làm gì được? Nếu không trả, bệnh viện của anh sẽ không mở cửa được đâu. Tôi có thể đem người tới phá tan nơi này ngay lập tức đấy. Nói vậy sức ảnh hưởng của cô khá lớn nhỉ? Bớt phí lời, mau đưa tiền đây cho tôi. Nếu không bệnh viện của anh sẽ sớm đóng cửa thôi. Cút. Được lắm, được lắm. Dám xé hợp đồng của tôi à? Các người chết chắc rồi đấy. Đại ca, mang người tới giúp em được không? Phá hủy bệnh viện. Ở đây có đứa không chịu nghe lời. Bây giờ, ngoan ngoãn nộp tiền đi. Nếu không, chút nữa coi chừng đấy nhé. Nếu không, chút nữa coi chừng đấy nhé. Được thôi. Để xem chúng mày định làm gì, bệnh viện của tao. Ai đã bắt nạt em họ cũ của tôi? Báo rõ tên tuổi ra. Tao sẽ không giết những tên phế vật. Tên họ à? Tao. Tao tên Diệp Phàm. Đại ca. Đại ca. Để xem bọn mày sẽ đập nát bệnh viện của tao như thế nào. Đại ca. Xin lỗi mà. Xin lỗi. Đại ca, hắn chỉ là một tên bình thường mở bệnh viện thôi mà. Sao anh sợ hắn thế? Câm mồm đi. Đại ca. Toàn bộ là hiểu lầm, hiểu lầm. Cầm theo cái này còn bảo là hiểu lầm à? Đúng là hiểu lầm thôi, đại ca. Mấy thứ này không phải của hắc cầu em. Bọn em mang chúng đến đây chỉ để giúp anh lao động thôi. Đặc biệt tới để xem có tên nào đòi tiền bảo kê ở đây hay không. Vậy thì vừa hay, nhà vệ sinh của bệnh viện đang cần tu sửa, cần bổ sung thêm nhân lực. Đám bay ở lại đây làm đi, cho tới khi xong việc thì trở về. Có ý kiến gì không? Cho tới khi xong việc thì trở về. Có ý kiến gì không? Không vấn đề, không vấn đề gì đâu. Làm thôi. Đi dọn nhà vệ sinh nhanh nào. Đi nhanh nào. Chạy đi đâu? Cảm ơn cô đã gọi người tới giúp. Còn ai nữa không? Gọi tiếp đi, chúng ta đi. Ai cho cô đi hả? Vừa hai tường này còn chưa sơn xong. Mấy người sơn hộ tường này đi, đừng có quá đáng. Đừng tưởng dọa được hắc cẩu là có thể dọa tao được đâu. Nói cho mày biết, tao là người của tập đoàn Ngũ Hổ đấy.
Mày biết người điều hành chúng tao là ai không? Tập đoàn Ngũ Hổ à? To mồm thật đấy. Giờ người điều hành tập đoàn Ngũ Hổ là ai? Có vẻ như là Lâm Bá Thuần. Sao vậy? Bảo hắn đến đây sơn tường cho tôi đi. To mồm thật đấy. Lâm Bá Thuần là phó tổng tập đoàn Ngũ Hổ đấy. Một ngón tay là có thể nghiền nát mày rồi. Mà còn muốn bắt ông ấy đi phủ sơn chờ xem chỗ này bị san bằng đi. Phó tổng, Diệp thiếu gia bảo sơn cái gì thế ạ? Lâm tổng, ông làm gì thế? Không tệ nha, đến cũng nhanh đấy chứ. Bọn em ăn gần đây thôi, vừa nghe lệnh của anh là chạy tới ngay. Dạy dỗ được đấy, hôm nay cậu khỏi phải sơn. Cậu chỉ cần giám sát họ sơn thôi là được. Nói xem, cô đã gây ra chuyện gì? Không có gì, tôi chỉ bàn việc hợp tác với Diệp thiếu gia. Hóa ra bàn việc là như thế này, thật là lạ đấy nhỉ. Nhưng mà tôi có ý này, Diệp thiếu gia cứ nói, hôm nay, hãy sơn tường bằng mặt của cô ấy, được ạ. Đi. Đừng đừng. Diệp Phàm, anh đã làm ăn gì chưa đấy? Mấy hôm rồi, tìm việc chưa? Sắp rồi, đang tìm đây. Yên tâm đi, anh sẽ không ăn bám đường ra nữa đâu. Thái độ của anh là thế nào? Ý em không phải là nói anh ăn bám, em chỉ muốn anh làm một công việc chân chính thôi. Làm việc cũng tốt, như vậy mới có thể yêu đương công khai với Triệu Đông Dương chứ. Triệu Đông Dương đến công ty hợp tác, xe của em đã gặp sự cố, anh ấy chỉ chở em về nhà thôi. Em và hắn ta trong sạch, đừng có ngậm máu phun người. Em và hắn ta trong sạch, đừng có ngậm máu phun người. Tình cảm dần dần sẽ phát triển theo thời gian mà. Miệng cậu ăn nói tầm bậy. Diệp Phàm ở đây ghen tuông lung tung, không có ý nghĩa gì cả. Nếu rảnh rỗi, hãy tìm cho mình một công việc. Đã tìm được công việc rồi, tốt. Cái gì anh? Anh mở bệnh viện. Diệp Phàm, cuối cùng thì anh muốn làm gì? Anh đã hứa với em sẽ không hành nghề y nữa mà. Bây giờ anh ổn không? Có điên không? Còn dám mở luôn cái bệnh viện? Anh xem em là gì? Anh có biết việc này có thể giết rất nhiều người không? Trong mắt em, anh tồi tệ đến vậy sao? Đúng, là anh có hứa với em như thế, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều tin tưởng anh tuyệt đối. Anh tự biết mà, anh có giấy phép hành nghề không? Em nói anh biết, mau đóng cửa bệnh viện trước khi có sự cố xảy ra. Xin lỗi, anh không đóng, bệnh viện là tâm huyết của anh. Tuyệt đối không? Được thôi, vậy em sẽ cho người đến đóng cửa. Tùy, được, ngày mai em gọi đến cục y tế, đóng cửa bệnh viện của anh. Rất hoan nghênh, anh. Diệp Phàm. Cô gái này. Bác sĩ không tốt rồi, bệnh viện có chuyện. Cái gì? Triệu Đông Dương, công tử Triệu nói đóng cửa phòng khám này rồi. Mỗi đứa chúng ta 50 vạn. Làm việc nhanh lên đi. Đại ca, hút điếu thuốc, làm việc chăm chỉ rồi. Qua khách sạn Phú Hảo uống một ly rượu mát gan. Cút đi, đừng có mà đùa giỡn, tao đang làm nhiệm vụ đấy. Nhanh gọi sếp của mày, nếu không thì bệnh viện này về sau đừng hòng mở lại được nữa. Và tất cả các ngươi còn giúp sức cho kẻ xấu nữa. Toàn bộ theo tôi về điều tra, hai anh cho tôi chút thể diện. Cái này là danh thiếp của tôi, chuyện này chúng ta có thể bàn bạc. Nể mặt mày cái rắm, tao nhận được tố giác. Đây là bệnh viện giả mạo. Bệnh viện này thủ tục không đầy đủ. Bác sĩ hành nghề trái phép, các anh phải đi về với tôi hỗ trợ điều tra. Tất cả bị bắt hết. Khoan đã, hai anh tôi là Diệp Phàm, là chủ sở hữu của bệnh viện này. Có việc gì không? Anh là chủ của bệnh viện này à? Nhanh! Đem giấy tờ và chứng chỉ hành nghề cho tôi xem. Nhanh lên! Phòng khám của chúng tôi đầy đủ giấy tờ. Hai anh nên quay trở về đi. Thật sao? Tôi xem nào. Tất cả. Xin lỗi nha, không nhìn rõ. Giờ thì rơi rồi. Bẩn thế này rồi, càng không nhìn rõ. Chúng ta cứ xem như là giả vậy. Người đâu, bắt lấy. Bắt giữ những kẻ chống đối về đồn. Vâng, đi theo hai người các ngươi. Có thú vị không? Thú vị hay không? Vào trong sẽ biết. Đưa điện thoại và đồ cá nhân ra đây. Bây giờ hai người mau mở cửa bệnh viện này cho tao. Nếu không muốn chết. Còn cứng đầu à? Chờ đến lúc tra tấn mày sẽ biết tay tao. Diệp thần y, chiếc xe này thật sự có vấn đề. Anh ở đâu tôi đến đó ngay. Thần y cái rắm, Diệp Phàm mở bệnh viện bất hợp pháp đã bị bắt rồi. Đến nhà tù tìm anh ta đi. Tao là Dương Diệu Đông. Mày là ai? Tao là ai thì liên quan gì đến mày? Bây giờ hai người không còn cơ hội nào nữa. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tí nữa tao sẽ tự mình thẩm vấn mày. Thủ đoạn ở đây mày không biết đâu. Thằng nhãi, mày nghĩ cuộc gọi vừa rồi có thể cứu được mày à? Chỉ cần bọn tao bắt được mày, đừng hòng ra ngoài được nữa. Tốt nhất tối nay các anh phải canh chừng tôi cẩn thận.
Tuyệt đối đừng để tôi thoát ra ngoài. Bắt lấy. Này, thả tao ra. Tên gì lấy tiền ở đâu mà mở bệnh viện? Hành nghề bất hợp pháp được bao lâu rồi? Có bao nhiêu bệnh nhân? Đừng tưởng nếu mày không nói thì tao sẽ không làm gì được mày. Mày thái độ như này, tội sẽ càng thêm nặng. Diệp Phàm, đồng bọn của mày đã khai hết rồi đấy. Bây giờ cho mày nói là để có cơ hội giảm nhẹ tội đấy. Thằng chó đẻ, với cái thái độ đó của mày, có tin tao đánh mày không? Tổ trưởng, đồng bọn của hắn đã khai hết rồi sao? Đã rõ thân phận từng người. Nói đi, để thằng nhóc hết hy vọng. Kẻ dọn nhà vệ sinh tên là Hắc Cầu, là người của Tứ Hải Thương Hội. Cái gì? Còn nữa, thợ sơn tường tên là Lâm Bá Thuận, phó tổng tập đoàn Ngũ Hổ ở Trung Hải. Là phó tổng còn đi sơn tường à? Còn có quốc thủ Tôn Thánh Thủ gửi tin nhắn đến, nói chúng ta đã bắt sư phụ của ông ấy. Đừng nói bậy. Gì cơ? Các luật sư của Ngũ Hổ và Tứ Hải đã chắn hết cửa rồi, yêu cầu chúng ta phải thả anh ta ra ngay. Làm sao bây giờ? Làm thế nào đây? Không thể nào. Làm sao một thằng con rể vô dụng lại có mối quan hệ mạnh đến thế? Hắn rốt cuộc là ai? Chết tiệt. Đây rõ ràng là cái bẫy. Mỗi người đều là phú hào có tài sản trị giá trên 10 tỷ. Lão Lý, sợ chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sợ cái gì? Chúng ta chưa làm gì hắn cả. Đã cảm thấy hối hận khi bắt tao vào đây chưa? Hỗn xược, đừng tưởng quen biết vài người giàu có thể làm càn. Hành nghề bất hợp pháp, mau nhận tội đi. Nếu không, ai cũng sẽ không cứu được mày. Dương Diệu Đông vừa gọi đến. Tôi tra rồi. Từ cơ quan quản lý dược phẩm gọi đến. Lại là Dương Diệu Đông. Cái gì Dương Diệu Đông? Dương cục nào? Còn ai được nữa? Chính là người xếp thứ ba Trung Hải. Cơ quan quản lý dược phẩm xếp thứ nhất đấy. Không thể nào. Điều đó không thể nào. Một bác sĩ nhỏ như vậy, làm sao có thể có mối quan hệ rộng lớn đến thế chứ? Dương cục, sao ngài lại đến đây? Xin lỗi Diệp Thần Y, gặp được anh rồi. Cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, cứu cuộc đời tôi. Anh có thể giúp tôi khám lại được không? Xin lỗi ông Dương, họ bảo tôi không được phép hành nghề ở Tổng cục Dược. Giờ tôi không thể điều trị cho anh được. Hành nghề trái phép, sẽ bị bắt đấy. Đồ chó má. Ai cho phép các người lộng hành như thế? Hôm nay các người phải giải thích rõ, nếu không tôi sẽ trừng trị các người. Còn đứng đấy làm gì? Thả người ra. Diệp Thần Y đã điều tra rõ ràng việc hai người bọn họ, những tội lỗi trước đây của họ đủ để ngồi tù cả đời. Theo lời Triệu Vinh Thăng, việc này do Đường Nhược Tuyết sai khiến. Tuy nhiên, hắn nói Đường Nhược Tuyết chỉ nói không được để anh hành nghề, để tránh anh gây hại cho người dân. Người thực sự ra tay là Triệu Đông Dương của tập đoàn Đông Dương. Ngay cả vợ hắn cũng không tin tưởng hắn. Thật không hiểu sao anh hai lại tôn trọng hắn ta đến thế. Cảm ơn ông Dương rất nhiều, việc còn lại tôi sẽ tự lo liệu. Nhìn vẻ mặt của ông, có chuyện gì đó đã xảy ra phải không? Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chưa kể hôm qua tôi gặp tai nạn xe, đứa con gái 7 tuổi như bị quỷ ám, cứ cầm khăn trắng đòi treo cổ tự tử. Có chuyện đó nữa à? Đến tối, vợ tôi cũng choáng váng, mất kiểm soát, lao ra ban công định nhảy xuống. Lúc đó người tôi như bị đơ vậy, không thể cử động. May là bùa chú của Diệp Thần Y có tác dụng, đã làm tôi tỉnh táo lại. Mới cứu được vợ tôi, chỉ là trùng hợp thôi anh hai ạ. Chắc anh đã mệt quá rồi, lại nghiêm trọng đến thế. Diệp Thần Y, làm ơn cứu gia đình tôi với. Để tôi xem xe của ông trước đã. Được rồi. Tài năng của anh tôi đã chứng kiến rồi, nhưng xe của tôi thật sự chưa từng đến nghĩa trang. Sao trên xe tôi lại có thứ này? Ai đã làm? Ông Dương không biết gì à? Hay là do đám tang tôi đụng phải lần trước? Tháng trước tôi gấp gáp ra sân bay, đã va chạm với một đám tang trên đường, vô tình đâm vào họ một chút. Không lẽ vì thế, chỉ một chút thôi sao? Ông Dương hãy nói thật đi. Lúc này mà ông còn không nói thật với tôi, thì tôi cũng không giúp được. Diệp Thần Y, tôi sai rồi, là lỗi của tôi. Lúc đó tốc độ của tôi quá nhanh, mặc dù không làm ai bị thương, nhưng khiến vài người bị ngã ra đường. Tất cả đều là lỗi của tôi, phải nhường đường khi gặp đám tang chứ. Không những ông không nhường đường, còn đâm vào họ nữa, sau đó cũng không có an ủi gì cả. Diệp Thần Y, tôi sai rồi. Vậy bây giờ phải làm gì để hóa giải? Muốn hóa giải thì phải xua tan đi oán khí đó. Đốt nó đi. Diệp Thần Y, phải làm thế nào? Nghĩ nhiều làm gì? Đổi bật lửa khác đốt xem. Để em đốt cho. Không thể nào, chắc chắn là thủ thuật. Miếng vải này anh đã dùng chất chống cháy phải không? Bình tĩnh đã. Bát quái hậu sát.
Ông Dương đã biết mình sai, xin hãy bỏ qua lần này. Đốt lại đi. Cháy rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi sẽ không dám nữa. Được rồi, vấn đề đã giải quyết xong. Anh cứ lái xe bình thường đi. Cảm ơn Diệp thần y, nhưng tôi cũng không dám lái chiếc xe này nữa. Anh Diệp, anh còn chưa có xe phải không? Hiện chưa có. Nếu anh Diệp không chê, vậy tôi xin tặng chiếc xe này cho anh. Anh là người tốt, chỉ có anh mới có thể thuần phục chiếc xe này. Anh nhận lấy đi. Vậy tôi nhận nhé. Được rồi. Diệp thần y, phương pháp lúc nãy thật ảo diệu, nhưng tôi không tin. Tôi khẳng định anh đã dùng mưu mẹo. Vì anh chưa có ý định xấu gì nên tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu anh dám làm hại anh trai tôi hoặc Dương gia, Dương Kiếm Hùng, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nhớ cho kỹ đấy. Anh không tin những thứ lúc nãy. Vậy anh tin cái gì? Nắm đấm. Vậy anh tin cái gì? Nắm đấm. Thế giới ngày nay chỉ có sức mạnh mới làm vua. Sự khác biệt giữa kẻ mạnh và yếu là gì? Là nắm đấm. Nói hay đấy, tiếc là nắm đấm của anh không đủ cứng. Này, anh định làm gì đấy? Chán sống rồi à? Không thể nào, sắp tới anh sẽ gặp một tai họa đẫm máu, mang theo cái này sẽ bảo vệ được tính mạng. Anh rể, chuyến bay hạ cánh lúc 5 rưỡi chiều anh nhớ đón em nhé. Kỳ Kỳ, thật ra anh và chị gái của em. Anh rể, em phải lên máy bay rồi, đừng đến trễ nha. Anh rể, em đã mời bạn đi bà, anh nhớ giúp em che giấu với chị nhé. Kỳ Kỳ, thật ra anh và chị của em. Kỳ Kỳ, thật ra anh và chị của em. Anh không thể từ chối được. Hôm nay là ngày đầu tiên em về nước sau khi đi du học. Nếu anh không giúp em, thì tự do của em sẽ bị vợ anh dập tắt mất. Được rồi, anh có thể đánh lạc hướng giúp em. Nhưng trước 11 giờ tối em nhất định phải về nhà họ Đường đấy nhé. Anh rể, tối nay em có khách đấy. Kỳ Kỳ. Phi Phi, Đinh Đinh, Xuân Nhiên lâu lắm rồi không gặp. Đây là chồng của chị gái tôi, Diệp Phàm. Chào các cô gái. Tôi cứ nghĩ, cậu sẽ kiếm một thứ gia giàu có chứ. Ai ngờ lại là anh rể của bạn. Bạn còn lôi tới tận đây. Được rồi, anh rể hay không phải anh rể cũng chẳng sao. Nhưng tớ mời anh Quân tới rồi đấy. Anh Quân, em ở đây. Anh Quân. Kỳ Kỳ, tôi giới thiệu với bạn. Đây chính là anh Quân, giám đốc thương mại của tập đoàn Thiên Bảo. Chào anh Quân. Mày chính là thằng con rể vô dụng của Đường gia à? Mày chính là thằng con rể vô dụng của Đường gia à? Nể mặt Kỳ Kỳ ở đây. Tương lai có gặp chuyện gì thì cứ nói tên của tao ra là được. Anh Quân oai hùng. Anh Quân thật tốt. Anh Quân, anh cảm ơn anh Quân nhiều lắm. Nhưng mà tôi không cần đâu. Không cần. Nói như thể mày giỏi giang lắm vậy. Nếu không phải mày là anh rể của Kỳ Kỳ thì đéo có cơ hội ngồi đây uống rượu với tao đâu. Anh Quân đã che chở cho anh, đó là may mắn của anh. Bày đặt không cần đâu. Anh Quân thật là tốt bụng. Nếu gặp người khác đã tát cho anh hai cái rồi. Các cậu làm gì vậy? Anh rể tôi có ăn cơm và tiêu tiền của nhà các cậu không? Sao cứ chửi bới tứ tung thế? Thôi được rồi, không nói nữa. Nào uống rượu thôi. Anh Quân, đừng lãng phí thời gian với hắn ta nữa. Chúng ta bốn người uống thôi. Kỳ Kỳ, thêm một ly nữa. Kỳ Kỳ, thêm một ly nữa. Anh Quân, em không uống nổi nữa. Em đã uống nhiều lắm rồi, không uống được nữa. Mới uống có chút thôi mà. Kỳ Kỳ, mọi người đang xem đấy. Nếu em không chịu uống, tôi sẽ bẽ mặt lắm đấy. Đúng vậy, Kỳ Kỳ, uống thêm ly nữa đi. Này, để tôi uống ly này vậy. Cái nhịt, mày là cái thá gì, cũng muốn ngồi uống rượu với tao à? Thằng vô dụng mày không xứng. Anh Quân đừng như vậy. Để em uống ly này. Kỳ Kỳ, không liên quan tới em. Thằng nhóc, tao nói cho mày biết, hôm nay mày ngồi được ở đây là nhờ có Kỳ Kỳ. Nếu không cả đời này mày cũng không ngồi uống cùng tao được đâu. Hiểu không? Tự cho mình là đại nhân vật à? Thằng khốn dám đập vỡ dĩa trái cây. Thằng nào dám làm loạn ở đây? Muốn chết hả? Thằng nào dám làm loạn ở đây? Muốn chết hả? Tao không quan tâm mày là ai, cho mày 10 giây, ra đây cho tao. Nếu không tao sẽ tìm ra mày và giết chết mày. Tôi đập vỡ nó đấy, làm sao? Anh là ai? Chúng ta không thù không oán. Đúng là chúng ta không thù không oán.
Vậy đĩa trái cây, các người quá ồn ào, làm phiền đến tôi. Đây là quán bar, tao muốn thế nào thì làm, liên quan mẹ gì đến mày. Đừng ức hiếp người quá đáng. Tao ức hiếp mày thì làm sao, mày làm được gì tao. Anh bạn, tôi là giám đốc thương mại của tập đoàn Thiên Bảo, cho tôi chút thể diện đi. Thể diện cái rắm, mày là cái thá gì mà bắt Hoàng Tiểu Hổ tao phải nhường nhịn. Cái gì? Anh là Hoàng Thiếu, là con trai của ông Hoàng. Không ngờ một tên ti tiện như mày cũng biết đến tao. Nhưng đã quá trễ rồi. Tao ghét nhất là những người còn hống hách hơn tao nữa đấy. Hoàng Thiếu, bố tôi là Hồng Phú, từng là phó chủ tịch hội liên hiệp. Hoàng Thiếu, bố tôi là Hồng Phú, từng là phó chủ tịch hội liên hiệp. Nếu không muốn ông già mày gặp rắc rối, thì tốt nhất đừng nhắc đến ông ấy. Không tin thì thử xem ông ta có dám ra mặt không. Cho mày một cơ hội, tất cả đàn ông mau cút ra khỏi đây. Phụ nữ ở lại đây để nói chuyện với anh. Không tệ, không tệ, phong cách nửa tỉnh nửa mê của em, anh rất thích. Không ngờ vẫn còn mỹ nhân. Mau cút đi. Tiểu mỹ nhân, em sẽ ở lại đây đêm nay để phục vụ anh. Anh sẽ cho em biết thế nào là đàn ông thực sự. Anh rể cứu em với. Cút. Mày dám đánh tao, đụng đến người tao bảo kê. Nhớ cho kỹ, ai đụng đến người tao bảo kê thì sẽ biết từ chết viết thế nào. Dám đánh Hoàng Tiểu Hổ tao, mày là thằng đầu tiên. Mau báo tên tuổi cho tao nghe. Hoàng Thiếu, tên hắn là Diệp Phàm, hắn là thằng rể ăn bám vợ. Hoàng Thiếu, tên hắn là Diệp Phàm, hắn là thằng rể ăn bám vợ, là thằng vô dụng, hắn đến đây cùng với em dâu, chỉ để xin ăn trực thôi. Diệp Phàm, Hoàng Thiếu là ai biết không? Là con trai của ông Hoàng đấy. Nếu không muốn chết, nhanh quỳ xuống xin lỗi đi, đừng liên lụy chúng tôi. Thằng vô dụng kia. Tao là tên côn đồ số một Trung Hải đấy, lại bị một thằng ăn bám đánh. Thằng nhóc, mày có biết mày vừa gây ra chuyện gì không? Mày nói cho tao biết cuối cùng tao đã gây ra chuyện gì. Thằng nhóc, chắc mày không biết từ chết viết thế nào rồi. Hoàng Thiếu, chúng tôi không quen hắn. Hắn là do Kỳ Kỳ mang. Chúng tôi không quen. Đúng, chúng tôi không quen. Hắn là anh rể của Kỳ Kỳ. Chúng tôi không liên quan. Sao các người lại như vậy? Hắn đã chọc giận Hoàng Thiếu. Chúng tôi không muốn chết. Kỳ Kỳ nên cắt đứt quan hệ với hắn, đừng để bị liên lụy. Rời xa thằng này sẽ sống, nếu không hai người sẽ chết cùng nhau. Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh rể. Tốt lắm, em dâu đã muốn chết cùng với anh rể như thế. Tao sẽ cho hai người tọa nguyện. Cha mày thì khiêm tốn, còn mày thì ngang tàng, không sợ bị bố đánh đòn à? Sắp chết đến nơi mà vẫn sủa được. Bây đâu? Bây đâu, Hoàng Thiếu, giải quyết thế nào đây? Bắt tất cả vào trong, tao sẽ đích thân giết hắn, xử lý xong rồi tính tiếp. Đi mau, không muốn sống nữa à? Anh rể, Kỳ Kỳ yên tâm đi, anh sẽ đi cứu em sau. Đồ khốn, tại anh chúng tôi mới chết. Mày sẽ không thoát khỏi cái chết đâu, để tao tiễn mày một đoạn. Em trai, chị khuyên em nên quỳ xuống và xin tha mạng đi. Quỳ cho thật lâu vào, không chừng Hoàng Thiếu sẽ tha cho em một mạng. Trong cuốn từ điển của tao, không có từ quỳ xuống. Thằng nhóc, đừng sợ, đứng yên để tao đập vỡ 100 chai rượu lên đầu. Cho dù sống hay chết, tao cũng sẽ thả mày. Nếu mày chống cự, tao sẽ đập tất cả chai rượu lên đầu mày. Có ý kiến gì không? Hoàng Thiếu thật bá đạo, rất có khí phách. Tại sao hắn lại có tín vật Thanh Hổ? Mày, mày là ai? Cha của mày. Chính tao đã cứu ông ấy. Nói đi, tao là ai? Anh chính là Diệp Thần Y. Chính tao đã cứu cha mày. Nói đi, tao là ai? Anh chính là Diệp Thần Y. Tao chính là Diệp Phàm. Tôi xin lỗi Diệp Thần Y, tôi không nhận ra anh. Mày có vẻ không phục. Trong mắt của mày, tao chỉ là kẻ lợi dụng danh tiếng của cha mày để thoát chết thôi phải không? Diệp Thần Y, đừng nói thái quá nữa. Sao lại có thể? Mày dám ức hiếp Đường Kỳ Kỳ, tao cho mày một bài học, có ý kiến gì không? Không, không có. Mày còn dám giết tao, cho mày một bài học nhớ đời, có ý kiến gì không? Không có. Không có thì tốt. Vậy thì coi như mọi chuyện kết thúc ở đây. Tôi sẽ nghe theo lời anh. Được rồi, chuyện đã xong. Mau thả Đường Kỳ Kỳ và mọi người ra ngoài. Rõ rồi, rõ rồi. Kỳ Kỳ đừng chờ nữa, Diệp Phàm chắc đã bị đánh chết rồi. Kỳ Kỳ đừng chờ nữa, Diệp Phàm chắc đã bị đánh chết rồi. Đúng thế, chúng ta nên đi thôi. Nếu bị Hoàng Thiếu phát hiện ra thì quá muộn rồi. Anh rể. Anh rể, anh có sao? Có bị thương không? Anh không sao, chúng có đánh anh đâu. May cho mày đấy, Hoàng Thiếu còn chưa xử lý đã bị cha hắn gọi về. Đó là vì cha hắn biết hắn đắc tội với tao, nên gọi hắn về để mắng chứ gì nữa. Diệp Phàm, đã nghèo còn vô liêm sỉ, mày còn quen biết ông Hoàng cơ đấy. Tốt nhất nên câm cái mồm lại, bớt sủa. Anh Quân, đừng để ý hắn nữa. Cãi nhau với thằng vô dụng này chỉ tổ phí lời. Chỉ là thằng phế vật thôi mà.
Trung Hải nên đưa ra chính sách, ai có thu nhập hàng năm dưới 10 vạn thì cút ngay, câm mồm, nếu còn nói xấu anh rể tôi nữa, tôi sẽ giận đấy. Trời, chiếc Audi đẹp quá nhỉ, đây là Audi A8 bản cao cấp, cửa còn chống đạn nữa. Chỉ tính vỏ xe phải trên 1 tỷ rồi, cửa chống đạn tính là gì, biển số 5 con 8 kìa. Năm ngoái đấu giá lên đến 6 tỷ đấy, cô nói có đáng giá không? Thật giàu có. Thật giàu có. Vỏ xe và biển số ít nhất cũng phải 7 tỷ đó. Kỳ kỳ đã muộn rồi, để anh đưa em về. Không bằng chiếc Audi, nhưng xe anh cũng là Mercedes hơn 200 triệu. Cùng đi thôi, không cần đâu, tôi cũng có xe. Để tôi chở Kỳ Kỳ về. Anh cũng có xe à? Xe gì? Xe đạp điện hả? Anh rể, ra là xe của anh giá trị đến thế, trên 7 tỷ luôn ấy nhỉ? Vừa nãy bọn họ hoảng hồn luôn mà. Xe của anh ở đâu ra vậy? Nếu anh nói là một người bạn bị ma ám và anh đã giúp xua đuổi, để cảm ơn anh ấy đã tặng luôn chiếc xe này, thì em có tin không? Anh rể, 3 năm không gặp, anh đã thành đại ca rồi à? Thật tuyệt vời. Em có tin những gì anh nói không? Em sẽ không nghĩ là anh đang bịa chuyện chứ? Tại sao em lại nghĩ anh nói dối chứ? Em có thể từ một con vịt xấu xí thành mỹ nhân, thì anh cũng có thể mà. Nếu là chị của em thì chị ấy chắc chắn không tin anh đâu. Sao anh rể dừng xe vậy? Sao không vào trong? Kỳ kỳ, nói thật với em, anh và chị của em sắp ly hôn rồi, nên anh chỉ đưa em đến đây thôi. Gì chứ, không thể nào, em không cho phép đâu. Kỳ kỳ, anh và Đường Gia đã tan rã rồi, việc anh ở lại đây là để hoàn thành lời hứa với em thôi. Em không quan tâm, không cho phép anh đi. Kỳ kỳ, mấy năm qua chúng ta chỉ mới bên nhau vài chục ngày, tiếp xúc nhiều nhất là hôm nay. Sao em kiên quyết cố giữ anh lại thế? Mùa xuân năm ngoái, khi viêm ruột thừa của em phát tác, là anh đã cõng em đến bệnh viện. Từ đó em đã xem anh là anh rể rồi. Nếu anh muốn đi, thì em sẽ đi cùng anh. Đi thôi. Chào buổi sáng anh rể. Kỳ kỳ, em thật sự định ở đây à? Anh rể, anh sẽ trở về Đường ra lúc nào? Em sẽ đi cùng anh lúc đó. Tiểu nha đầu. Các vị hội đồng Vân Đình, năm đại gia tộc ngày hôm nay, có lẽ các vị cũng đều biết lý do có cuộc họp này. Tôi sẽ nói thẳng luôn, kể từ biến cố trước đây, vị trí cuối cùng trong tam tài thần vẫn còn trống. Hội Vân Đình của chúng ta đã không có chủ hội trong 5 năm qua. Các vị có ai muốn đề cử ứng viên nào không? Tôi có bảng xếp hạng tài sản của các gia tộc Trung Hải ở đây, các vị có thể tham khảo. Giá trị thị trường của 4 gia tộc Triệu, Tiền, Tôn, Lý rất sát sao, vậy ai sẽ là tài thần cuối cùng? Khó đưa ra kết luận, tài sản chỉ là yếu tố phụ thôi, chỉ cần không hám lợi, phản bội ân nghĩa như Quang Gia ngày xưa là được rồi. Vì khó đưa ra kết luận, vậy tạm gác lại vấn đề này. Các vị, có gia tộc nào muốn trở thành chủ hội không? Các vị, lâu lắm rồi không gặp. Hôm nay tôi đến đây chỉ để nói với các người một chuyện, vị trí chủ hội chỉ có tôi mới xứng đáng. Quang Kiều Sở, ông sai người ám sát tôi, vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt chúng tôi. Gia tộc Quang của tôi chính là gia tộc truyền ngàn năm ở Trung Hải đấy. Là do năm gia tộc các người, thông đồng, liên kết với nhau, ép buộc tôi rời xa quê hương, đảo ngược trắng đen, thật vô liêm sỉ. Quang Kiều Sở, ngươi vẫn xạo chó như vậy, xạo chó. Mấy người nằm mơ cũng không nghĩ rằng, ngày nay Quang gia của tôi đã đứng thứ tư trong 4 đại gia tộc Long Đô. Một đám sâu bọ không biết sống chết vẫn ngồi tụ họp tại đây, bàn chuyện chọn chủ hội Hội Vân Đình. Thật chẳng khác nào câu chuyện hài, cười chết tôi luôn rồi. Quang Kiều Sở, ông điên rồi à? Dám thách thức năm gia tộc chúng tôi? Muốn làm lại chuyện ngày xưa à? Dương Diệu Đông, nghe cho rõ, lần này tôi quay lại để lấy một địch năm đấy. Tôi muốn giết sạch các người, không một ai sống sót. Quang Kiều Sở, ông định làm gì? Đương nhiên là giết chết tất cả. Theo quy tắc cũ đi, trận chiến sinh tử. Trận chiến sinh tử, ngạc nhiên cái gì? Ngày xưa các người cũng dùng cách này để trục xuất tôi đi mà. Hôm nay tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Quang Kiều Sở đã chuẩn bị tâm lý lấy một địch năm chưa đấy. Đây là 4 bậc thầy được tôi mời. Cho các ngươi 1 giờ, đi gọi người giỏi nhất đến đây, nếu có thể đánh bại bọn họ, Quang Kiều Sở ta sẽ không bao giờ đặt chân vào Trung Hải nữa. Ngược lại, vị trí chủ hội Vân Đình sẽ là của tôi. Còn nữa, tôi muốn 5 người các người làm nô lệ cho đến chết. Tôi sẽ đợi các người tại đấu trường Quyền Anh Trung Hải. Chúng ta đi. Quang gia, tôi đã tra rõ, Bạch Xà, Hắc Xà đều chết dưới tay Diệp Phàm, không diệt được hắn, hậu họa về sau, Diệp Phàm có thể giết Hắc Xà và Bạch Xà, được xem là mối đe dọa nhất định. Hắn là ai? Rể nhà họ Đường. Trung Hải từ khi nào có họ Đường?
Đường Gia chỉ là một gia tộc bình thường ở Trung Hải. Vợ của Diệp Phàm là Đường Nhược Tuyết chỉ điều hành một công ty nhỏ. Còn Diệp Phàm chỉ là một thằng liều lĩnh, không có quyền lực. Vợ thằng nhóc này cũng rất xinh đẹp đấy. Bắt cô ấy lại cho ta. Sau khi thắng trận, lão gia sẽ chơi đùa với cô ta sau. Quang lão hãy yên tâm, chị em của tôi đã chết trong tay hắn. Tôi thề sẽ giết chết hắn. Tốt, nửa tiếng nữa, ta phải thấy đầu của Diệp Phàm. Tôi đã bố trí hai cao thủ đứng đầu, sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu. Rất tốt, đợi ta thống trị Trung Hải, ngươi sẽ được ban phúc. Cảm tạ Quang lão. Rất tốt, đợi ta thống trị Trung Hải, ngươi sẽ được ban phúc. Cảm tạ Quang lão. Long Xà Truyền Thông muốn quảng bá sản phẩm của chúng tôi. Được, tôi sẽ đến ngay. Này, các anh làm gì thế, muốn gì? Cô là chủ tịch Long Xà Truyền Thông phải không? Không phải muốn hợp tác với tôi sao? Sao cô lại làm thế này chứ? Câu hỏi hay đấy, nhưng tôi sẽ không trả lời đâu. Muốn hỏi thì hỏi anh chồng tốt của cô đi. Cô định làm gì vậy? Có người đã nhìn chúng cô rồi đấy, nhưng tôi lại thấy tiếc cho cô, mỹ nữ xinh đẹp nhất Trung Hải. Bây giờ còn sớm. Hay là chúng ta vui chơi một chút đi? Không, không được, không được, không được. Kỹ thuật bấm huyệt của anh rể giỏi quá đi, không biết sao anh cứ có cảm giác không lành. Diệp thần y, không ổn rồi. Sao vậy, anh gặp chuyện kỳ lạ nữa à? Kiếm Hùng vừa báo, cô Đường vừa gặp tai nạn xe hiện đã mất tích. Cái gì cơ? Có khả năng cô ấy bị bắt cóc. Chúng tôi đã điều tra nhật ký liên lạc gần đây của cô ấy, liên quan đến Long Xà Truyền Thông. Tôi biết rồi. Diệp thần y, Long Xà Truyền Thông chỉ là công ty đầu tư trên danh nghĩa. Thực chất là nơi Quang Kiều Sở luyện tập sát thủ, người đứng sau nó là Thanh Xà, là em gái của Hắc Xà và Bạch Xà. Nhưng sức mạnh vượt xa hai chị, rất khó lường. Hắc Xà nào, Thanh Xà dám động đến người của tôi thì sẽ trở thành tử xà. Diệp thần y, tôi biết anh là cao thủ, nhưng anh đừng liều mạng như thế. Đối đầu với cả tổ chức sát thủ, tôi đã cử Dương Kiếm Hùng tới. Khỏi cần, vợ tôi thì chính tôi sẽ tự đi cứu. Không phận sự cấm vào. Không phận sự cấm vào. Cút ngay, cảnh cáo lần cuối, mau cút đi, nếu không sẽ bắn đấy, bắn hộ bố mày cái, muốn chết. Nói mau, Thanh Xà đang ở đâu, tha mạng, chúng tôi chỉ làm theo lệnh. Thanh Xà đâu, mau ra đây đi. Nhóc con, mày đến nhầm chỗ rồi đấy, nơi này sẽ là nấm mồ chôn mày. Bớt sủa đi, mau gọi Thanh Xà ra đây cho tao. Nhớ kỹ, kẻ giết mày chính là Bát Ma Tương Quốc. Bát Ma Tương Quốc, đầu lĩnh Tam Ma, không phải tên vô danh. Ta sẽ lấy đầu ngươi làm chiến lợi phẩm. Sợ chó. A-di phò phò. Lão Nạp là cao tăng của Thiếu Lâm Tự, Thích Huệ Minh. Hôm nay vì Thanh Xà tiểu thư mà bắt đầu giết chóc, để tiễn đưa cậu, kẻ cuồng sát về nơi chín suối. Cậu tưởng cổ trung khí của lão Nạp là hàng Sophia. Không hiểu ta nói gì à? Ta bảo gọi Thanh Xà ra đây, kẻ khác đừng đến đây tự sát nữa. Rất nhiều cao thủ mà vẫn không ngăn cản nổi ngươi. Vợ ta đâu? Cô ấy chết rồi. Tìm chết. Mạnh, mạnh quá. Nhưng dù ngươi có mạnh thì cũng vô dụng. Cô vợ xinh đẹp của ngươi đã bị ta giết chết rồi. Cô vợ xinh đẹp của ngươi đã bị ta giết chết rồi. Vợ tao ở đâu? Đừng hòng moi thông tin từ miệng ta. Quang lão sẽ báo thù cho ta. Nhược Tuyết, Nhược Tuyết, em có sao không? Không sao. Những người này chết thế nào? Em nghe nói tất cả đều là cao thủ thiên mãng cơ mà. Tất cả đều do anh giết, để cứu em. Đừng nói lao nữa, anh có biết điều kiện gia nhập thiên mãng không? Bao chủ võ môn của Trung Hải mới đủ điều kiện thôi. Nếu anh có thực lực thì đã nổi danh khắp nơi rồi. Anh có thể. Còn tin hay không là tùy em, thả em xuống. Em tự đi được, thả xuống đi.
có lẽ đã có cao thủ đi ngang qua trợ giúp, sau khi giết sạch bọn chúng thì đã bỏ đi rồi. Và anh chỉ tình cờ đi ngang qua và cứu em. Đúng như vậy phải không? Đúng như vậy phải không? Nhược Tuyết, em không thể tin tưởng anh dù chỉ một lần à? Được rồi, anh hiểu rồi. Thần Y, có chuyện lớn xảy ra rồi. Anh mau đến đấu trường Quyền Anh đi. Được, tôi đến ngay. Anh có chút việc gấp, em nên đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Không cần. Quá yếu đuối. Đây đã. Là người. Thứ 8, sao thế Trung Hải không còn người khác giỏi giang hơn à? Bên tôi còn hai cao thủ chưa lên đấu trường đấy. Được rồi, hãy để lão đích thân dạy bọn chúng một bài học. Hoàng trưởng môn, ông đã già, e rằng không thể. Đây là hồi xuân đan dược đại la trị giá 100 tỷ. Vốn là vật bảo mệnh của lão để dành. Nhưng bây giờ chỉ có thể chơi khô máu thôi. Nói xong chưa, người Trung Hải thật là vô dụng. Nói xong chưa, người Trung Hải thật là vô dụng. Lão tuy tuổi tác đã cao, không còn thời đỉnh cao nữa, nhưng giết thằng hề này cũng dễ mà thôi. Chúc Hoàng trưởng môn giành thắng lợi rực rỡ. Năm gia tộc Trung Hải, khuyên các ngươi nên đầu hàng. Để lại vị trí đó đi, mơ mộng hão huyền. Đi chết đi. Mới chỉ đánh bại có một người. Các người vui mừng quá sớm rồi đấy. Vậy hãy gọi hai người kia lên một lần luôn đi. Ngông cuồng. Hay lắm Hoàng trưởng môn, vẫn còn phong độ lắm. Chúng tôi vô cùng khâm phục. Hoàng trưởng môn lấy một địch ba. Quang Kiều Sở nói gì đi chứ. Quang Kiều Sở, ngươi đã thua rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, Trung Hải không thể xúc phạm. Quang Kiều Sở, ngươi đã thua rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu rõ, Trung Hải không thể xúc phạm. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ hội. Hôm nay ngươi sẽ bị đuổi ra khỏi đây như một con chó. Quang Kiều Sở, mày nói dối. Bốn cao thủ đã bại trận rồi, mày còn dám ở lại Trung Hải à? Lão già ngươi uống đan dược trước khi đấu, vậy mà cũng dám nói ta. Hôm nay trừ phi tao thua, nếu không quang gia của tao nhất định sẽ không rời khỏi đây. Bạch tiểu thư, Hoàng môn chủ có thể thắng không? Tôi không biết hắn ta lấy sức mạnh từ đâu ra nữa. Còn hơn cả thời kỳ đỉnh cao của hắn, ngay cả thời Hoàng môn chủ mạnh nhất cũng không phải đối thủ. Quang Kiều Sở, đi chết đi. Không thể nào, mới chỉ 5 năm trôi qua, làm sao ngươi có thể trở nên mạnh như vậy được? Nhờ công của các ngươi đấy, 5 năm qua tao luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, chỉ vì muốn báo thù chuyện ngày xưa. Chỉ vì muốn báo thù chuyện ngày xưa, có vẻ chỉ có Diệp Phàm mới có thể đánh bại hắn. Hắn không đến được đâu, mày nói gì cơ? Quang Kiều Sở, ngươi đã làm gì Diệp Phàm? Có lẽ giờ này Diệp Phàm đã thành xác chết rồi, còn vợ của hắn đã bị trói và đưa đến biệt thự của ta, để chờ ta đến hưởng thụ. Tiếp theo chính là hai ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn đầu hàng đi, thề sẽ mãi mãi làm nô lệ của ta. Ta vẫn có thể đảm bảo các ngươi làm nguyên lão, hưởng vinh hoa phú quý ở Trung Hải. Nếu không sẽ chết như thằng nhóc Diệp Phàm vậy đấy. Nói láo, mày tuổi gì mà đòi giết em trai thế của tao? Thế thì hắn đang ở đâu? Các cô đã tin chưa? Hắn ở đâu rồi? Gọi hắn ra đây mau. Nghe nói, mày đang tìm tao à? Mày đang tìm tao à? Em trai Diệp Phàm, tôi biết chắc chắn anh nhất định sẽ đến. Diệp Phàm chính là ngươi. Rất tốt, ít nhất trận đấu lần này sẽ không quá nhàm chán. Tao sẽ là đối thủ của mày. Phá. Đây là thuật pháp của tiên nhân. Ngươi là người tu tiên à? Quang Kiều Sở là ngươi. Ngươi thật to gan, dám đụng đến chị gái tao và Đường Nhược Tuyết. Nói đi, ngươi muốn chết thế nào? Ngươi đúng là một tu tiên giả, nhưng sau cùng ngươi cũng chỉ là phàm nhân. Ngươi có thể chặn kiếm, nhưng có thể chặn được trái bom này không? Hắn ta điên rồi, mau dừng tay. Cho dù tao chết cũng có thể kéo theo một tu tiên giả. Lời to rồi.
Ha ha ha. Diệp thần y, thần thông của ngài thật khiến chúng tôi ngưỡng mộ. Tai họa này ập đến Trung Hải, may có Diệp thần y cứu giúp. Từ nay về sau, người Trung Hải sẽ hết lòng tôn thờ ngài. Chỉ cần ngài ra lệnh, chúng tôi sẽ tuân theo. Kính mong ngài làm chủ hội của hội Vân Đình, cai trị toàn bộ Trung Hải. Diệp Phàm, em sẽ nghe theo lệnh của anh. Em trai, từ giờ trở đi em chính là vua. Nhược Tuyết, anh có muốn giải thích với em chuyện gì không? Giải thích? Giải thích cái gì? Đây, không có gì phải giải thích cả. Với lại cho dù có giải thích thì em cũng không tin đâu. Nói đi, chị. Chị đừng mắng anh rể như vậy chứ. Câm miệng, chuyện em bỏ nhà rời đi, chị chưa tính sổ với em đấy. Được, muốn nghe anh giải thích à? Vậy thì anh sẽ giải thích. Anh đạo cốt siêu phàm, võ công cao cường, y thuật hơn cả thần tiên. Anh đã cứu Tống Hồng Nhan thoát chết, một mình đánh bại Tứ Hải Thương Hội, cải tử hoàn sinh khiến Hàn Nam Hoa sống lại, lấy một địch 100, cứu Hoàng Phi, dùng mắt âm dương bảo toàn tính mạng Dương Diệu Đông, và đánh bại Quang Kiều Sở trên sàn đấu sinh tử, cứu vãn hội Vân Đỉnh. Hầu hết đại nhân vật Trung Hải đều nhờ ơn anh cứu mạng, tôn trọng y thuật, chân thành kết giao. Cho nên Dương Diệu Đông đã tặng anh chiếc Audi A8. Cho nên Hàn Nam Hoa đã tặng anh biệt thự Khúc Thành Chi Lâm. Cho nên Hoàng Phi Hổ đã tặng anh tín vật Thiên Hổ. Bây giờ, anh có thể đi ngang nhiên ở khắp Trung Hải. Dù là tiền bạc hay mối quan hệ đều nắm trong tay. Ngay cả việc Đường Gia gia nhập hội Vân Đỉnh cũng dễ dàng. Giải thích như vậy em đã hài lòng chưa? Đủ rồi. Diệp, tôi bảo anh giải thích rõ ràng, chứ không phải nói bậy bạ. Anh tưởng tôi không biết, làm sao anh quen mấy người đó sao? Đều nhờ Tống Hồng Nhan cả. Diệp Phàm, anh hãy tỉnh táo lại đi. Không có bữa ăn nào miễn phí cả. Đặc biệt là Tống Hồng Nhan, nhận hết ân huệ của cô ta, lợi dụng để chiếm đoạt quyền lực. Anh không nghĩ sẽ phải trả lại à? Thấy chưa, anh đã nói, em không tin, sao còn ép anh giải thích? Giải thích khác nói bậy. Không có tâm trạng giải thích đúng không? Em cũng không ép anh. Ép buộc bản thân nữa. Có thật hay không? Ngày mai tại tiệc Vân Đỉnh sẽ rõ thôi. Kỳ Kỳ hãy chăm sóc chị thật tốt nhé. Anh, chị đừng giận nữa. Mẹ, chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà, sao lại cố chấp đến đây chứ? Phải đấy con gái, con thật sự tin vào lời nói của Diệp Phàm à? Nghĩ rằng hắn có thể giúp nhà mình trở thành thành viên hội Vân Đỉnh? Cho cười, mẹ, chúng ta vào thôi. Anh rể đâu, sao không thấy anh rể? Đây là tiệc cung điện của hội Vân Đỉnh đấy, tiệc cao cấp nhất ở Trung Hải, không phải con mèo hay con chó nào đó cũng vào được đâu. Các người may mắn nhờ vào Triệu gia chúng tôi mới vào được đấy. Còn Diệp Phàm thì loại vô dụng đó chỉ xứng để ở ngoài hít gió Tây Bắc thôi. Thôi nào, đừng nói nữa. Các vị khách quý, tiếp theo, Chủ tịch Hội Vân Đỉnh sẽ công bố thành viên thứ 6 của Hội Vân Đỉnh, tài thần thứ 3 của Trung Hải. Cái gì? Hội Vân Đỉnh thật sự có chủ tịch à? Làm sao có thể chứ? Nhị hổ tam tài thần này, bề ngoài có vẻ đoàn kết, nhưng thực chất lại đối đầu với nhau. Họ có thể ngang hàng, nhưng sẽ không bao giờ cúi đầu trước người khác. Đó cũng là lý do tại sao Hội Vân Đỉnh cho đến bây giờ vẫn không có chủ tịch thực sự. Thật khó tưởng tượng ai có thể khiến họ chấp nhận đứng ở đằng sau. Vậy chủ tịch Hội Vân Đỉnh này đến từ đâu? So với chủ tịch Vân Đỉnh Hội, tôi nghĩ cái tên khác mới thích hợp cho vị trí đó. Số 1 Trung Hải. Phần lớn phú hào Trung Hải đều mắc nợ ân tình với anh, tôn trọng y thuật, chân thành kết giao, kể cả việc gia nhập Vân Đỉnh của các người cũng dễ dàng. Không thể nào. Có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi. Xin mời chủ tịch Hội Vân Đỉnh của chúng ta lên ngôi. Anh đã thực hiện lời hứa của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu có gì góp ý các đại nhân cứ comment nhiệt tình nhé. Cảm ơn các đại nhân đã theo dõi. Hẹn gặp lại các đại nhân ở video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Bi nhé. Mãi yêu.